Y hôm bữa bà sĩ sĩ tìm mình cái Y kìa. đang nó hồi nó 1,6 triệu, 1,6 triệu mấy, nó nhìn làm gì chưa, 1,6 triệu mấy cuối cùng con bên bên bạn kiến như là phải đẻ để không đồng nữa mà cũng không 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 chịu cãi cho họ. Nhiều người gặp nhiều người tham. Hello cả nhà nha. Ai vô rồi tương tác lên luôn dùng em tí xíu nè. Quần sọt size L, quần gì ạ? À? Quần quần nam hay quần nữ chị ơi? Sọt nam hay sọt nữ đây? Sọc nữ hình như là nói chung là còn ít ít thôi, lộn xộn thôi, không còn đủ nguyên ri. Hồng vòn bay phía sau tia nhanh kênh tia nhanh hồng, hồng phía sau bê. Có đây chị đây ơi biết mấy tiền mà chốt rồi đây, đây. Mới vừa về xong có thương thái chị Dung Thùy ơi, thái hôm nay đầu có thương thái hả? 33 nghìn đi nhanh dễ sợ. Có quần chứ, có quần chứ, em đang đang xem, đang đang xem sau lưng máy đồng, có máy đồng chứ mấy, 33 đồng thôi. Quần nam xíu có nhá, Trần Lê Trần Hoài My. Quần nam tí xíu có, lên xe mã này, hồi tối chị nào chưa có nè. Những chị hồi tối mà đi ngủ rồi là không được sang cái mã nào. Chị em mình chia sẻ lên luôn dùng nguyên nha. Quần nam nào không có túi, cái nào cũng có túi hết. Áo phía sau là 33 nghìn. Lấy rồi giờ có màu lấy thêm áo đó 33 nghìn cái gì à. Hôm bữa cái quần nam nhận chồng ưng ý lắm mà không thêm có còn tầm khoảng 100 con. Lên bán tặng với em mã này trước, chia sẻ đi. Lúc tối mà chị nào ngủ sớm là không được cái mã này. Có màu không chị? Màu nói chung là cũng từng đó màu thôi, từng đó màu thôi, không có cái màu gì khác hết nha. Dạ còn mấy từng nữa ra không? Áo hai lớp còn nữa ra. Rồi có em sẽ gom vô chung nhá chị ơi, chị Mai Cỏ ơi. Xe gì, xe gì, có xe L không? Xe L với XL. L, XL, rồi ok, lên mã này. Hồi tối ai ngủ sớm là không có cái mã này nên là giờ lên luôn chị em mình đầu like luôn. Chúc các chị đang chia sẻ nhá, ráng chia sẻ lên luôn dùng nguyên này. Tối mắt điện không có pin xem được luôn à. Áo bé, áo bé phía sau 60kg vừa không? Áo bé thì 60kg vừa người. Hỏi chơi hỏi chị. 60kg à? Bé chị bé bé gươm nữa. Người hỏi chơi. À áo bé chắc là áo bé mà theo giá sách đấy. Được, 60kg bé vừa. Cái áo bé là 60kg. Dạ, nếu như mà chưa đem sẽ dồn vô cho. Rồi lên luôn những mã này. Quần công sở cho em chưa? Để biết xí. C
xí chốt à? Diễn Nguyễn. Mua được một con 8 xl. Rồi lên chia sẻ nha. Ok, 33.000. 33.000 con phía sau mới về thêm con này, nó thật sự. Ok, Văn Thanh. Đợt nắng nóng nên là chị nào cũng săn cái mã này hết, về đợt nào hết đợt đó. Không có dư ra. Cái này hồi sáng mới về thêm, giờ còn tầm khoảng 100 con thôi. Xíu ăn lên. Rồi. Được 60 kg vô, quay đầu là mang ok nhá. 60 kg đổ về là mang ok, ráng chia sẻ lên luôn cho Nguyên nhá, mỗi chị em vào xem like. Chia sẻ về trang cá nhân nhá, chia sẻ lên ở chế độ công khai, chị nào có hội nhóm thì chia sẻ lên thêm các hội nhóm cho Nguyên nha. Lên luôn cho chị em mình mã này trước nè. Bóc cái vàng phía sau, ok, bóc luôn 3 cái, 3 màu về mang đi, 4 cái, 4 màu luôn. Có quần nam lưng thun 70 có, chị Nguyễn Kim ơi. Thu lên cái mã này luôn đi, cho nó, cho cái màu gì lên luôn, ai chút chút lắp luôn cái đã. Vứt lên màu 3 trước, dùng nguyên trước. Mã 33.000 nè. Ok, để lên luôn cái mã phía sau rồi lên bán thẳng cho chị em mình mã khoác nhá. Để... Thôi chị ơi, đó là lý do đặt giùm. Chứ ai mà rảnh đi đây đi không mà đặt giùm cho người khác. Cứ bảo là lúc mà muốn xả rồi hết lý do, bảo là cứ đặt giùm người đi người kia mà người ta không thích. Đó là lý do thôi. Rồi lên luôn như này. Chờ Nguyên xíu xíu nha. Đổi lại 62kg à. Làm chi còn mà đổi. Làm chi còn mà đổi. 33.000. Con này dòng đuổi lụa xây 60 đổ về. Trẻ mình đừng có chúc giùm ai nha. Bữa sau mà nói chúc giùm xả là Nguyên không đồng ý rồi đấy. Cái chốt giùm xã còn nhiều chị lúc sáng thực sự mới đến rồi chốt đơn, cái chị này rất là bực mình. Đặt hai cái váy bé nha, trên live Nguyên báo giá hẳn rồi mà đến lúc chốt đơn y hàng chợ luôn. Em ơi, hai bộ đó bao nhiêu? Nguyên cộng tiền ship vô là 138.000. Đắt thế à? Ôi mà đắt, trên live người ta đã báo giá hẳn trên live rồi. Cuối cùng thôi để đó chị coi lại là nghe mùi rồi, thôi xả luôn. Nghe mùi rồi. Nhiều chị mua hàng online kỳ vậy sợ, hay là mới lần đầu tiên mua hàng online? Rồi lên luôn như này, lên kèm màu luôn dùng Nguyên nhá. 33.000, size 60 vô tư nha. Riêng trời này phát con này bao sướng. Mang con này mua con quần sọc 49.000 nữa là ok luôn. Lên luôn dưỡng mã này là mã 333. 4 cáo khóc. Ok chị ơi, một vàng một ba cho chị Đặng Thọ My. Chồng em nay ốm lại rồi hả? 52 cái màu vàng và trắng cho chị Xuân Hiếu. Vàng trắng cho Xuân Hiếu ba này. Vàng trắng cho Xuân Hiếu. Đấy nè chị nào chúc giùm né luôn dùng Nguyên, đừng có chúc giùm cho ai hết. Đấy. À không có trắng, quên, sau đây dạ mình cho lên màu đi, cho hết màu đi Huyền. Cho lên mỗi màu một cái, có cái màu xanh ngọc này cũng đẹp nè. Mấy đợt là có một cặp, có một cái, hai cái màu xanh ngọc thôi. Nay là Nguyên về luôn cho dạ mình nhiều màu xanh ngọc. Nhá xanh ngọc. Rồi lên luôn dùng Nguyên màu này, màu vàng. Bốn tông màu. Bốn tông màu, 33.000. Cam còn hai. Cam còn hai cái, ai lấy cam lên cam. 33.000 con. Nha, bao rẻ, Nguyên nói thật sự con này. Xanh vàng. Cái này đi bao nhiêu đợt rồi, Nguyên nói về không biết bao nhiêu đợt hàng rồi vẫn không đủ hàng trả. Cam có đúng hai con thôi, chị nào lấy cam lên cam. 33.000 con phát luôn, mỗi màu con về mang cho nó sướng. Ba lỗ nhưng mà dòng này là dòng đuổi lụa nhá, mang sướng. Chị nào lấy mã này lên chung mã cam có hai con thôi, cam hai con này, một con luôn cho dễ mình vàng này. Cam cho chị Trang Lê nè, ba cho chị Hương Nguyễn nè, vàng cho chị ba vàng cho chị Văn Thanh nè, cam cho Trang Lê à? Cam cho Trang Lê, Trang Lê, Trang Lê nè, ba cho Mai Cỏ, ba cho Mai Cỏ, Trang Lê có hình bé, Trang Lê xanh ấy, Trang Lê xanh ấy, có hình bé mang kính màu xanh ấy, ba cho Mai Cỏ nè, ba cho chị Hoàng Kim Đặng nè, ba Hoàng Kim Đặng nè, rồi cho chị Đặng Thị Họa Mi thêm cam đi, Đặng Thị Họa Mi thêm cam, rồi chưa? Ba cho Dung Thùy, Dung Thùy không giấu. Xanh ngọc cho Hồng Huỳnh, xanh ngọc cho Hồng Huỳnh, cho chị Thúy Trần vàng xanh, vàng cho chị Đỗ Thị Kim Cương, vàng cho chị Đỗ Thị Kim Cương. Hoàng Kim có rồi đúng không? Hai cái cam hết rồi nhá, cho chị Tâm Uyên vàng xanh, ba cho chị Hương Nguyễn là thêm xanh đấy. Thêm xanh cho chị Hương Nguyễn, à. Hương Nguyễn Thanh Anna thêm xanh. Rồi ok, chị nào chưa có thì chốt, vẫn còn 3 tông màu. Xanh nè, vàng nè, hồng. 33.000 con này quá rẻ. Chị em mình tranh thủ về phát về mang cho nó sướng người ra.
nha. Đấy, về mix với quần sọt. Quần sọt à, chị ơi, để 60kg nha chị nha. Cho chị Lê Thiên Kiều 3 với xanh ngọc. Lê Thiên Kiều 3 xanh ngọc, 3 xanh ngọc. Cho chị Mai Phương lên thông tin cho em nha. Xanh vàng cho Mai Phương, lên thông tin cho em đi. Một cái 3 cho chị Nguyệt Yến, 3 cho Nguyệt Yến rồi qua nha. Chị nào chưa có lên, chị ơi chị lên thông tin cho em nè. Chị Mai Phương lên thông tin nè. Nguyệt Yến con rồi, cho chị Châu Bảo. Châu Bảo cũng lên thông tin cho em nha. Có nha chị ơi, Châu Bảo hồng xanh lên thông tin cho em. Còn bộ trẻ mình có đơn lên thông tin, không mất công lên, đã bỏ thời gian xem like rồi. Cho chị Châu Bảo à. Ờ cho Châu Bảo. Quý Nguyễn kìa. Quý Nguyễn vàng và xanh. Phương Nghi màu be. Phương Nghi be à, hết be cho anh chị. Còn cái hết be à? Rồi hồng xanh, đây này còn be này. Còn be này. Hồng xanh cho chị Hiền Đỗ. Hồng xanh cho Hiền Đỗ. Hồng xanh cho Hiền Đỗ. Xanh hồng cho Liên Kim. Cho cô Liên Kim. Rồi ok, lên tặng cái mã này. Chốt cho chị nào chia sẻ nha, màu này còn được 4 tháng thôi nè. Cái này chốt cho chị nào chia sẻ nha. Ba chị Nguyệt Yến có rồi. Vàng cho chị Hoàng Kim Đặng. Ba hết rồi đúng không? Đây còn. Ba hết rồi chị em mình ơi. Có rồi chị nha. Ba hết rồi chị Thúy Trần ơi. Cho chị Hoàng Nhạn Xanh đi. Hoàng Nhạn Xanh. Chị ơi, chị Châu Châu Đào lên thông tin nè. Rồi chị Mai Châu Phương. Châu Đào hay Châu Châu Bảo? Châu Châu Đào. Chị em có đơn chưa chị? Rồi ok. Ba em hết rồi nha. Cho chị Hà Nguyễn cả. Chờ lên cả địa chỉ trên like luôn giùm em. Hà Nguyễn Đứng. Chị ơi, chị Mai Phương lên cả số điện thoại và địa chỉ luôn giùm em. Hà Nguyễn Đứng xanh ngọc cho hết ba nha. Hà Nguyễn Đứng xanh ngọc cho em hết. À ba còn cái. Cho Châu Bảo mà đây. Thì cho Châu Bảo. À cho Châu Bảo. Ba còn cái nè. Ba còn cái. Rồi, size 60 quay đầu nhưng mà Nguyên chỉ lên cho chị nào chia sẻ. Nguyên nói là con này là sốc luôn. Bán như vậy mình con này sốc luôn, Nguyên còn hồng. Còn xanh ngọc thôi hai màu. Chị ơi lên cả số điện thoại, địa chỉ trên like giúp em nha. Chị Mai Phương nhá, còn không ấy không có thông tin là Nguyên xả ra chốt cho người khác nhá. Rồi chốt lên luôn dùng Nguyên. Chốt lên luôn dùng mã này, size 60 đổ về. Còn chị nào á mà cao ấy. Ví dụ vậy mình mét 6 thì mang con này nó hơi bị ngắn xíu nha, hơi bị ngắn xíu. Tầm mà cho chị em mình 60, còn chị em mình mẫm mỉm là chị em mình 57 58 cái độ về chị em mình chốt con này. Còn được 4 con màu xanh cổ Việt. Chốt lên luôn cho chị em mình, mã này là mã tặng hai lớp và nắng này nắng công ty. Hai lớp nha, chốt lên cho chị nào chia sẻ. Size L 4 con thôi, lúc tối mà chị nào ngủ sớm là không săn được mã này. Lên bán tặng cho chị em mình con này luôn. Chốt lên luôn dùng nguyên mã này. Xanh đậu nha. Ok chị Hà Nguyễn có rồi nha. Ước đông. Dạ đang chốt chị ơi. Đang chốt nha, thấy chị Thu Hà rồi. Rồi comment lên lúc chú Nguyên cái này. Tặng 69.000. Ngay giật mình nói thật sự luôn. Hàng trẻ mình nhìn ấy, hàng hai lớp ấy, mà hàng một lớp người ta không bán cho chị em hơn cả giá này rồi. Hàng thông hơi, hàng công ty nhá. Hai túi ngồi thôi còn không có túi trong. Hai túi ngồi đều có khóa kéo luôn dùng Nguyên này. Rồi lên luôn dùng Nguyên cái này, không phát cho mình coi tiếp. Riêng trời nắng này mà không mua có, hai có lớp. Lên màu không, có lên màu không? 69 luôn nè. Không, hello chị Sương Thu nè, thấy chị Thu Hà không rồi. Lên màu cho Lê, đây đang lên màu gì á? Lê Trần Hoài Mây cái nè. 69.000 Lê Trần Hoài Mây cái nè. Cho chị Phương Lê cái nè. Vi Mít Ước chia sẻ lên luôn giùm em đã chị ơi. Chia sẻ lên luôn giùm em đã nè. Màu hồng từ từ nha chị ơi. Hằng Phan Hằng cũng chia sẻ cho chị Cẩm Nhung. Cẩm Nhung rồi còn một cái 69k cho chị Phi Nguyễn. Phi Nguyễn đang có đơn phải không? Chị đang có đơn đúng không? Phi Nguyễn cái nữa là hết. Rồi màu CL. CL 55 đổ về. CL 55 đổ về. Giá này còn chốt trên like nhé. Còn chị em mình mà qua nhắn tin không mấy cái này nha. Mới nói trước. Đợt trước có một đợt mà nó thật sự lên cho chị em mình giá 89k, thấy nó rẻ rồi. Đợt này nó kho nó sale. Kho nó sale. Trời ơi mà không ôm thì tiếc quá. Trong khi thì chị em mình đi mua một con một lớp đã hơn giá này rồi. Mà hàng hàng thường hàng thô người ta bán ở chợ ấy. Con này hàng là hàng công ty luôn nhá. Rồi lên những mã hồng L. Tay 55kg quay đầu là chị em mình chốt.
hồng lờ nhá, toàn bộ hai lên hai lớp luôn dùng nguyên nha. Xanh hết rồi bé Nga ơi, lấy màu khác đi bé Nga ơi, hết xanh này rồi. Chốt lên luôn dưỡng mã hồng CL, gan bụng giữ nhiệt hình chắc là hết rồi. Ok chị Cẩm Nhung rồi. Chị Cẩm lên Nhung. Ủa, Cẩm Nhung cái gì? Cẩm Nhung cái áo khoác mà. Nguyên chị lên cho chị nào chia sẻ nha. Chị nào không chia sẻ chịu luôn. Hồng lờ cho chị Vy Mít Ước ơi, chia sẻ lên đây chị ơi. Chia sẻ Hồng Lê Trần Hồi My. Lê Trần Hồi My nè, Hoàng Kim Đặng nè, chia sẻ công khai lên giùm em đi. Chị bán 69.000 mà. Chị Lê Thị Hiền Trang không chia sẻ nè. Rồi, cứ chị nào lên có logo người chia sẻ chốt nhá. Với giá 69.000 chị em mình bỏ qua rất là tiếc chị Kim Anh. Chị Kim Anh lúc tối cũng như thế, không chia sẻ mà comment lên thì không chốt được. 69 chị Hợp Nguyễn à. 69k chị Hợp Nguyễn lên màu lại giùm em hồi nãy không có. Chị ơi, chị bấm chia sẻ nè. Bấm lại giùm Nguyên đi, chia sẻ nè. Viết bài nè, chỉnh cái chế độ này lại lại nè, chế độ công khai, đừng chế độ bạn bè xem là nó sẽ không hiện người chia sẻ nha. Rồi đăng chỉnh lại dùng nguyên nhá, tặng 69.000, tặng 69.000. Chị Hoàng Kim Đặng có rồi, chị Đỗ Thị Kim Cương không chia sẻ. Hoàng Kim Đặng có rồi. Chị nào lấy CL, CL có một cọc này thôi cho chị Thùy Văn cả. Cứ chị nào có logo người chia sẻ chứ bán cái dễ mình con khoác hai lớp hàng công ty mà chỉ có giá 69.000 mà không chia sẻ thì chịu luôn. Đây này, giờ Vy Mít Ước mới hiện nè, đúng không? Em nói có sai đâu, chia sẻ công khai chứ. 69.000 đây mang thử cho em mình. Hẳn hoi là hàng hai lớp, phải hàng một lớp nhá. Hẳn hoi là hàng hai lớp mà lại hàng công ty nữa. Trời ơi, đưa cái năm nào mà áo khoác mà lại. Đây cho em mình coi nè. Cẩm Nhung có rồi, bao nhiêu ký vừa à? Size L là 55kg quay đầu, chị em mình chốt ok. Rồi, chia sẻ lên hàng đi. Hai lớp nha, đây chị em mình nhìn nè. Là hàng công ty nha chị em mình nhá. Rồi lên luôn những mã hồng L. Chốt lên mã hồng L 69 luôn, 55kg quay đầu là chị em mình chốt ok. Hồng L cho Nguyễn Thu Hương, cho Bé Bin, Bé Cu Bin. Cái chị đây 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 đây. Đấy. Cho chị Phan Hảo. Bin Bé Cu Bin. Phan Hảo cho cô Nguyễn Thu Hương. Bin Bé Cu Bin lên thông tin nha. Lên cả địa chỉ luôn dùng đi. Rồi nha, ok chị Phan Hảo rồi, còn một con xây. Không có xây M đâu chị em mình ơi. Ủa? Ủa thế chị không chốt đúng không? Chốt xong rồi là giờ lại hỏi xe mốt khó. 60 cho em xíu, không có xe 10 nhá. Em chỉ có lên luôn chị em mình hai size. L đang nguyên 50kg, 55kg quay đầu là chị em mình chốt ok. Và size XL dành cho chị em mình đi 60 nha. Trời ơi, hai lớp, hai túi hai bên có khóa kéo nha, hàng công ty. Cái này sướng, riêng tờ nằm chị em phát con này đi ra đường cho bao sướng luôn ý nha. Chốt lên luôn dưỡng mã hồng L. Hồng L dùng nguyên nhá. 55kg mang size L là ok. XL còn chị ơi. Lấy XL là ok. Hả? Chị Bing Ben gì đây? Chốt không bỏ răng, chốt cho người khác nha. Hai lớp nha. Hai túi nha. Có khóa kéo nhé. Không chia sẻ nè. Quên cứ đừng nhắc nè. Ai cứ có 60kg. Có logo người chia sẻ chút. 60kg vừa không? 60kg lấy size XL. Quý Nguyễn. Đây cọc size XL đúng không? Rồi lên luôn những mã hồng XL. Đấy, thấy chưa, bỏ lên luôn dùng nguyên đi. Nằm bây giờ nè. Hồng cho chị Thanh Nguyễn. Thêm hai khóa hồng cho chị Hoàng Kim Đặng. Hồng cho Thanh Nguyễn nè. Hồng xanh Thanh Nguyễn. Chị Tâm Uyên cái nè. Tâm Uyên cái nè. Hồng XL cho Vy Mít Ước nè. Hồng XL Vy Mít Ước. Anh là Tâm Uyên. Tâm Uyên là xây chi? Xây L nó luôn. Rồi, thấy rồi. Rồi lên luôn dùng mã XL. XL hồng. XL hồng size 60 đổ về dễ mình chút đẹp. Cho chị Biên Ước rồi đúng không? Cho chị Mai Cỏ 2. Em nói trước nè, chị em mình mà chốt giùm xong xả nguyên không chốt nữa nha. Biên Ước là XL. 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 Cứ chốt giùm xong cái là kêu là ơi chị chốt giùm người nào mà người ta đổi ý không chốt nữa thôi đừng nhá, nguyên nói trước. Mắc công lắm à, người ta không có à. Cho chị Mai Cỏ 2. Phương Nguyễn nhiều người 1. Phương Nguyễn nhiều người 1. 69.000. Phương Nguyễn nhiều người, quần nam từ từ chị ơi. Phương Nguyễn 1. Em lên từng mã, đừng có chốt xong rồi lại dục người ta. Để Thanh Lại Nguyễn. Để hết cái mã này qua mã khác chị ơi. Hồng L em hết rồi nhá. À đổi cho chị cô Hương cái hồng size XL đi. Đó bảo hồng L cho chị à. Cho chị Hiền Đỗ. Hiền Đỗ có chưa? Size L em hết rồi. Hồng L hết rồi. Còn một XL thôi. Còn một XL. Xây L màu hồng đậm. L hồng đậm từng ngày con. Quý Nguyễn có thể đổi qua mã này.
L hồng đậm từng này con. Có XL. Rồi lấy mã L hồng đậm 55 quay đầu thôi. Hai size L với XL thôi. Chị nào lấy L hồng đậm? Quý Nguyễn có rồi nha. Chị ơi, chị xứng nữa rồi, tối không mua được mã này à. 69.000. Phát đi chị. XL. XL hết rồi. Như nó. CL. 55 ký qua đầu chị Sương Thu ơi, mua đi. Em nói thật sự luôn, nó quá là rẻ đi. XL em có hết, em hết rồi, em hết rồi. 69.000. Quần công sở tí xíu em lên nha chị ơi. Hồng đậm. Hồng đậm CL này. 69.000 mà khoác là hẳn hẳn hoi là hàng công ty. Hàng hai lớp lên luôn dùng nguyên nha. Hàng kim cương thông hơi mà hai lớp. Chị em mình mua một lớp người ta bán cho em hơn cả giá này rồi. Muốn đi luôn cho chị em mình hai lớp. Trời, hôm bữa là sale 89.000 là giá giật mình, ngày hôm nay tự nhiên kho nó bảo em ơi chị còn sót 5.000 cái, chạy giùm chị đi. Đang nghĩ đậm đậm hơn xíu thôi. Đậm hơn xíu thôi nha. Hồng hồng nhạt hơn xíu. Rồi lên dương mai hồng đậm CL dùng nguyên này. CL 55 cái quay đầu. Ôm được giá sale một phát. Rồi sale luôn cho dễ mình luôn. Nha, lên lưu dưỡng này. Chị đào lấy. Hết rồi. Hết xanh đậu rồi chị ơi, lên mã hồng CL dùng nguyên nhé. Tặng 69.000 luôn, nó là chưa bao giờ và chắc chẳng ai bán cho em mình giá này đâu. Chẳng ai bán cho em mình một con mà khoác hai lớp 55 kg quay đầu nha. Đậm cho Lê Thị Hiền Trang. Lê Thị Hiền Trang 160. Quên lộn. 69.000. 69.000, chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên và chị chốt cho chị nào chia sẻ. Chị chốt cho chị nào chia sẻ nhé, còn chị nào không chia sẻ bỏ qua. Không đậm xây lời cho chị Hiền Đỗ. Đậm nhạt hơn xíu chị ơi. Đậm nhạt hơn xíu thôi. Rồi chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên mã 69k luôn dùng nguyên nhé. Hello chị Thanh Ly Nguyễn. 69k nha, chưa là rất là nhiều hàng đẹp. Ủa xe L mà, đậm A nó xe L đây chứ. Không, nó xe L mà. Nhìn đổ hồi nãy có cái bên kia rồi nè. Rồi tiếp luôn dùng nguyên cái này, cho bà xã lên cái này nè. Màu chị size ghi đây. Bóc cái thôi nè. XL hết. Toàn bộ xanh này, trừ cho bé Nga cái này đi. Chịu cho bé Nga cái xe XL đi. Rồi lên luôn những mã này. Xanh biển hay xanh coban gì cũng được. Xanh biển nha. Xe XL, xe 60kg quay đầu. Lên mã. Còn 50kg không em? Không, hết không nha. Còn hồng đậm thôi chị ơi. Còn hồng đậm thôi. Rồi lên luôn những mã này là mã biển. Mã biển, đâu có trên nhau nhiều đâu mà. Nó giá 69.000 chị em mình không phát lại tiếc. Tôi nói thật sự luôn. Chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. Chốt mã biển luôn dùng nguyên nhá. Biển luôn dùng nguyên size XL. Size trẻ mình lấy 60kg. Vẫn mang ok luôn dùng nguyên. Nguyên đang đợi một cái đang cột tóc bỏng này. Kích lên tới trên này luôn á chị em mình ơi. Và ôm sát phần mặt nha. Đấy, được chưa? Và hàng thông hơi nè. Hàng công ty nè. 69k 2 lớp. Giật cái mình luôn ấy. Thì nào lấy xanh biển lên xanh biển nha. Xanh biển. Không đổi nha chị ơi. Hồng đậm cho chị Thúng Nguyễn nè. Hồng đậm cho chị Thúng Nguyễn nè. Thúng Nguyễn nè. Xanh nhá, xanh 69. Xanh 69, chị nào lấy xanh. Thêm xanh biển không có xe nhỏ đâu chị Phan Hảo. Xe to không à. Hồi tối Lê Phượng phát lần hôm bữa. Lê Phượng 89.000, Lê Phượng đã mua 2 con rồi. Hồi tối phát luôn 4 con nữa phải. 3 con, 4 con gì đấy. 4 con nữa. Đấy, muốn nói 89.000 nó đủ rẻ rồi. Giờ lên cho em mình 69.000 thôi. Nhắm mắt nhắm mũi màu gì cũng được. Phát 2 con, 3 con về mà mang. Đấy, chị nào lấy xanh biển, xanh XL. Phan Hảo thêm màu biển hả? À, Phan Hảo không vừa đâu, Phan Hảo phải xanh nhỏ. Nhưng mà cái này xanh XL rồi. 69k xanh biển, chị nào lấy xanh biển, lên xanh biển. Bộ Nguyên đang mang có chị ơi. À, chốt cho chị bộ hả? Em từ từ em coi ở đâu rồi. Từ từ em coi, đây bộ Nguyên đang mang. Xanh biển XL cho Thùy Văn. Bộ Nguyên đang mang đây chị ơi. 79.000. 79.000 nha. Bộ này là bộ cốt tông thái nha. Bộ này là cốt tông thái nha chị đậm, ơi. Để Quyên chia sẻ vô hồng đậm. Chị chốt lên cho chị nào chia sẻ nha. Còn ai không chia sẻ bỏ qua. Phương Nguyễn khác nè. Phương Nguyễn này là Phương Nguyễn hai người. Xanh biển cho chị Đoàn Kim Tuyết. Đoàn Kim Tuyết 69k. 50kg không vừa đâu chị Xuân Thu ơi. Cái XL không à. Rộng đấy, rộng đấy. Hồng đậm XL cho chị Lệ Quyên. Lệ Quyên xanh không có L. Lấy luôn XL 55kg lấy XL mà cũng được. Cho chị Nguyễn Phượng. Nguyễn Đại Phượng Kim Tiết à. Ờ. Chị ơi, chị Châu Nhi không chia sẻ bỏ qua nha. Minh Phương Lê cũng không chia sẻ. Hồng đậm L cho Việt Trinh.
Không đậm lờ cho Việt Trinh. XL hết nha chị ơi. Không đậm lờ cho Việt Trinh. Chốt đi chứ quên, có em rồi nha, bỏ em rồi. Lờ cho Việt Trinh. Việt Trinh. Việt Trinh, chị Minh Phương Lê không chia sẻ. Sao mất tiếng rồi à? Cho chị Thanh Văn. 55 ký. Thanh Văn 55 lấy XL luôn đi. Thanh Văn ơi, lên thông tin cho em nha. Cái cho Xuân Thu luôn rồi. Thế? Xuân Thu rồi hả? Không, Xuân Thu có 50 ký thôi. Cho chị Thanh Văn xanh biển XL. Chị Thảo Nguyễn Thị Phương không chia sẻ. Cao Nhi không chia sẻ. Hết rồi chị ơi. Ghi lại ba số đuôi điện thoại cho Thanh Nhi. Thanh Văn ok rồi nè. Hồng đậm cho chị xíu xá xị lên thông tin. Rồi ok, qua mã đi chị em mình ơi. Qua mã nha, ai không chia sẻ bỏ qua nhé. Hồng đậm XL cho thông điệp vàng. Cao Nhi giờ mới chia sẻ nè. Cho chị Cao xíu Nhi. Chị, xíu chị. Xíu xíu xíu. Xíu xá xị. Nhưng mà hồng đậm là anh chỉ còn XL. Xíu xá xị. Cho thông điệp vàng. Thông điệp vàng XL. Hồng đậm. Thông điệp vàng XL. Hết XL phải không? XL chị ơi, chị đổi qua cái màu xanh biển đi nha. Hết rồi chị ơi. Em hết sạch xanh xanh luôn rồi. Chị em mình chờ đi. Chờ đi, giờ cũng không còn con nào hết. Còn từng đáy con thôi là hết. XL không phải. XL rồi. Rồi đây mã này. Chị may có hình như được 2 con phải. Cái mã 33.000 nguyên đang còn. Chị ơi, mã hồi nãy mã 33.000 nguyên đang còn 2 màu nữa nè, sót 2 màu này nữa. Lúc nãy chị nào chưa có trắng lên trắng và chị nào chưa có đen lên đen với Nguyên nha. Trắng và đen 33.000, rẻ quá không nói thật sự, chị em mình tranh thủ mà phát. Nhưng trời nóng này về mua mấy con quần sọt nữa mà khi lên chị em mình quần sọt 49.000. Nhưng quần đuổi là 29.000. Đấy, mix set này mang cho nó sướng người. Nha, rồi lên luôn dưỡng mã này, 33 trắng và 33 đen nữa nè. 33.000, xe 60 đổ về là chị em mình chúc đẹp. Chúc lên luôn dưỡng mã 33. Comment may có hồi nãy sẽ XL. May có hồi nãy sẽ XL. Rồi cũng được thì lấy. Chị Nguyễn Phượng như có rồi. Trắng và đen cho Hồng Phụng. Trắng đen cho Hồng Phụng. Trắng cho bé Nga. Trắng cho bé Nga. 33.000. 33.000. Chị Phương Nguyễn lấy màu. Chị ơi, chị Phương Nguyễn chọn màu luôn giùm em còn vàng, trắng, xanh ngọc, đen, 4 tông màu. Mã này là mã 33.000. Ai chưa có lên luôn dùng nguyên nè. Không XL cũng được. Rồi ok nè. Không có sai đâu chị ơi. 33.000 nhá, 33.000. 33 đen cho chị Hà Nguyễn Đứng. Hà Nguyễn Đứng XL. Hà Nguyễn Đứng. Hà Nguyễn Đứng. Hà Nguyễn Đứng. Châu Nhi đen luôn. Ok Châu Nhi đen. 33.000. 33.000. Châu Nhi đen. Xanh ngọc cho chị Phương Lê. Xanh ngọc dưới rồi. Xanh ngọc cho Phương Lê, còn xanh ngọc với Nguyễn. Đây này xanh ngọc đây này sao? Đây này trăng lên hết màu, chị nào vô sau lên lại cái mã này cho chị em mình lấy rồi qua lại nè. Đây nè, từng này tông màu nè. Không màu gì nữa ba, màu hồng nữa. Còn màu hồng nữa sao? Rồi xanh ngọc cho chị Phương Lê nè. Cho Hồng Phụng nè. Phương Lê Hồng Phụng nè. Phương Lê Hồng Phụng xanh ngọc nè. Trắng đen cho chị Thanh Nguyên nè. Trắng với đen cho chị Thanh Nguyên nè. Trắng đen cho Thanh Nguyên nè, 33.000 nè. Trắng đen cho Tố Nga nè. Trắng đen cho Tố Nga nè. Hello Mai Thủy nhá. Tranh thủ đi Mai Thủy, hôm nay cuối tuần tranh thủ mà mua đây. Đây, xíu nâng lên luôn chị em mình. Nguyên chị em mình đi sợt phải hai biên đi. Hôm nay thấy người ta bán còn 201, chỗ nó rẻ bán 190.000. Cái xíu lên sale luôn cho chị em mình tiền chục. Thanh Nguyên Tố Nga. Thanh Nguyên rồi. Cho chị Hiên Bùi Đen. Hiên Bùi Đen. Hiên Bùi Đen nè. Tố Nga. Nga Tố. Đấy, Nga Tô đó. Đen cho Hiên Bùi rồi. Xanh ngọc cho chị Phương Nguyễn. Xanh ngọc Phương Nguyễn. Trắng cho chị Phương Nguyễn luôn. Trắng Phương Nguyễn. Không, Phương Nguyễn hai người thôi. Cái Phương Nguyễn áo trắng đi. Hai người đi. Ngọc với trắng cho chị Như Tuyết. Ngọc trắng cho chị Như Tuyết. Cái này Phương Nguyễn hay vậy? Không, trắng với lại xanh ngọc thôi. Ok Như Tuyết nè. Còn cả màu vàng nữa nhé. Rồi qua mã nhé. Trắng với xanh ngọc Như Tuyết nè. Như Tuyết. 33.000 nha chị em mình ơi. Cho chị Thị nở lên một trắng một đen.
một trắng một đen cho thị nở lên, thị nở lên trắng đen dồn cho mai cỏ thì chị Kim Anh này, trắng đen Kim Anh dồn với mai cỏ, trắng đen Kim Anh dồn với mai cỏ, rồi ok này. Như tuyết có rồi, rồi có vàng cả vàng, vàng từ từ xanh đen cho chị Trần Thị Minh Vi, vàng này, vàng này xanh đen cho chị Trần Thị Minh Minh Ni nhé, Trần Thị Minh Ni, Minh Ni, Minh Ni, Minh Ni thì nó làm cái gì? Khách mới. Trần Thị Minh Ni. Rồi ok, à, có hồng nữa nha chị em mình ơi. Xanh ngọc cho Mai Thủy, có cả hồng nha. Xanh ngọc cho Mai Thủy, có cả hồng nha chị em mình nha. À, ủa chị đen với xanh ngọc mà đang không thấy, đen với xanh ngọc hả chị ơi? Không thấy. Bị ẩn đấy. Mai Thủy à? Còn đen không? À, còn đen không? Hết đen rồi. Cho chị Đào Nguyễn này. Bị ẩn comment đấy chị ơi, chọn màu khác luôn giùm em nhé. Hết đen rồi cô Liên Kim ơi. Trắng. Trắng cho Liên Kim, trắng cho Phan, Phan Hảo hết trắng luôn. Liên Kim Phan Hảo rồi. Liên Kim Phan Hảo. Rồi, ok ai chưa có. Cho chị Thanh Nguyên cái xanh ngọc nữa. Chị ẩn comment đấy, hết đen nha chị ơi. Hết đen nha. Cái xanh ngọc. Xanh ngọc cho chị Thanh Nguyên nè. Thanh Nguyên nè, cho chị Thúng Nguyễn nè, một trắng một vàng. Thúng Nguyễn nè, một trắng một vàng. Thúng Nguyễn một trắng một vàng. Rồi này cho chị Tiên Trương Trần. Có xanh không đen nha chị Tiên Trương Trần ơi. Xanh này chọn màu khác luôn giùm em. Còn xanh vàng hồng sao không? Có cả màu hồng đây chị em mình nè. Có cả hồng nữa nha. Ai lấy hồng lên hồng. Ai lấy hồng comment hồng lên luôn dùng nguyên này. Hồng vàng xanh còn 3 tông màu thôi. Hồng vàng xanh 3 tông màu phía sau này nữa là chị em mình chốt 33.000 con. Rồi qua đây cái mã bộ mình đang mang còn mấy bộ thôi. Xanh vàng cho chị Thu Hà Nguyễn, xanh với vàng cho Thu Hà Nguyễn. Cho em khoác màu hồng CL cho chị báo mới. Thu Hà Nguyễn rồi, cái này cho chị báo mới. Cái này cho chị báo mới. Rồi ok, qua mã nha. Qua mã nha chị em mình ơi. Nguyễn Thu Hà hay là Thu Hà Nguyễn? Thu Hà Nguyễn. Thu Hà viết liền. Thu Hà Nguyễn, cái này cho chị báo mới. Báo mới. À, hồng cho chị Mai Thủy, báo mới. Hồng cho Mai Thủy, hồng cho Phương Nguyễn hai người, Phương Nguyễn trắng hai người. Hai người khác hồi nãy, hai người khác nữa nghe. Hồng xanh cho Thanh Hồng. Đưa đưa hồng đây. 33.000 hồng dưới kìa. Trắng hết rồi chị ơi. Mai Thủy, Phương Nguyễn. Rồi nè, trắng hết nhá. Hồng vàng cho bé Trần, hồng vàng cho bé Trần. Hồng, hồng xanh. Hồng cho Tiên Trương Trần. Rồi ok bà coi thôi chút. Bị ẩn comment nhiều lắm chị em mình ơi. Mấy ngày nay toàn bị ẩn, ẩn comment hết. Rồi qua cái mã bộ đây chị Vy Mít Ước ơi. Hắt luôn nha. Size gì á chị Thái Hòa ơi? Chị lấy size gì? À em còn mỗi size XL, còn mỗi xanh biển thôi là hết rồi. Mỗi xanh biển nữa là hết nha. Rồi lên luôn dùng nguyên cái bộ này, bộ có tông thái. Này còn sắp được một ít thôi. Đây chị Vy Mít Ước chọn màu luôn dùm em nha. Vy nói chị em mình mang ôm được 60 cái chị em vẫn mau ok, tại vì cái này chị em mình nhìn nó độ nó giãn này. Toàn bộ cái này là cốt tông thái luôn dùng nguyên nhá, không còn được hai màu hồng. Hai hồng. Lên cho chị em mình 79k. 79k. Chị hình như là chị may cỏ có rồi mà. Chị may cỏ hình như có rồi. Rồi lên luôn dùng mã này là mã bộ thái luôn dùng nguyên nhá, hồng. Hồng nè, trời ơi. Chị Vy Mít Ước chọn màu luôn giùm em nhá. Em lên luôn chị em mình luôn giá 79.000. Tiên Trưng Trần Hồng à. Tiên Trưng Trần Hồng. Tiên Trưng Trần là Trần là hồng nè. Tiên Trần của ai nắm hết đó. Trắng cho chị Nguyễn Phượng Hồng đúng không? Ừ. Hồng vàng cho bé Trần. Bé Trần, hồng vàng bé Trần. À, hồng xanh cho Thanh Hồng. Thái Hồng, à còn hồng xanh. Hồng xanh cho Thanh Hồng. Thanh Hồng thấy rồi, à đợi tết rồi. Rồi ok. 79 cho chị Nguyễn Thu Hà. Nguyễn Thu Hà. Và cho chị Lê Cẩm Văn. Cái này nó giãn nhiều lắm chị em mình ơi. Khách nhà Nguyên 62kg người ta vẫn mang được. Đây nè. Này chị em mình nhìn kéo cho chị em mình xem cái độ co giãn của nó nè. Được chưa? Đấy chị em mình mang ôm được thì giãn bao nhiêu nó cũng giãn hết. Đây này 79 có hai con. Đây chị à. Nguyễn Thu Hà với Nguyễn Thu Hà với lại Lê Cẩm Văn. Lê Cẩm Văn.
Như Trương Thanh. Bảo kiểm tra cái đơn gì của chị Như Trương Thanh ta. Xanh 33 cho chị xíu xá xị. Xanh cho chị xíu xá xị. Thế để cái bộ đang mang trong người cho chị tìm trước. Đang mang trong người cho chị tìm trước. Rồi lên lưu mã 6. 8 nhé. 8 có 2 triệu 79.000 8. À, soạn luôn cái quần nam. Xanh. Soạn luôn cái quần nam công ty lên luôn. Bộ Thái chị ơi, lên màu khác luôn giùm em nha, em thấy hồng rồi. À đây. Thấy hồng đây bên này. Cho chị gì đây nè? Cho chị lon lương lương. Lon lương lương. Màu này đang mang cho chị bê mít ướt nè. Rồi lên màu đất này cũng đẹp nè chị em mình nè. Màu đất còn một bộ. Lên luôn những mã này là mã đất. Trời ơi. Nhận hàng về chắc không đẹp cho chị em mình quay đầu. Chắc này còn bộ cái này, chắc này là chắc cốt tông Thái nha chị em mình ơi. Chẳng nhiều chị em mình mua cái áo phương Thái nhà nguyên hòa biết chắc rồi. Nè chị em mình nhìn nè. Chúc lên luôn những mã này là mã đất đi, đất một bộ. Chị nào lấy đất lên đất luôn dùng nguyên. Sám cho chị theo theo phiếu bì à. Trời ơi. Đây. Theo phiếu bì. Bộ Thái chọn màu lên luôn dùm em nha. 75 em không vừa nha chị ơi. Rồi lên luôn những mã đất có một bộ thôi. Màu hồng á. Màu hồng còn hồng đậm nha. Ai 62 cái mông to mang ôm. Nhá mang ôm không? Theo bé bì à. Phêu. Lên địa chỉ luôn dùng nguyên đi, chị phêu phêu bì à, giống như heo béo phì. Không mà ghi không đúng thì không ra đâu. Cái chị Phương Nguyễn Đắc. Phương Nguyễn Đắc. Hết đắc nhá. Màu này lên chung mã hồng đậm. Hết đắt, mỗi thứ còn có màu hai màu thôi. Em sạch cái mã này rồi đấy, gần như là sạch cái mã này rồi đấy. Rồi lên luôn những mã hồng. Hồng 79. Chị em mình cứ sợt đi. Bộ cốt tông Thái là người ta bán rẻ cũng là 140 một bộ ấy. Đúng là cốt tông Thái người ta bán rẻ 140 một bộ. Cái bên shopee nó chạy phải last sale mà, sale bao nhiêu phần trăm? 35.000, 35% là còn 135.000. Đấy, chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Comment lên chung mã hồng. Thái hồng nhá, chị nào lấy thái hồng lên thái hồng. Đắt em hết. Chị ơi, chị lên cả địa chỉ trên line luôn giùm em, không có sai gì nhá. Chị ơi, chị lên thông tin cho em đi, không có thông tin là em chịu luôn cho chị Hồng Phụng. Cho chị Hồng Phụng. Hồng cho chị Hồng Phụng. Hồng cho chị Hồng Phụng. Rồi lên luôn dùng mã này là mã xám. Xám nhá, chốt xám lên luôn dùng nguyên. Comment lên xám luôn dùng nguyên nhá. 79.000 xám. Trời ơi, quần giãn lắm chị em mình, ví dụ chị em mình 60 kg là mang. Đây nè. Cái quần nó sẽ ôm nhá, vì cái này giảm bao nhiêu ký cũng được hết. Lưng này chị em mà nhìn nè, lưng này không phải là thô cứng. Chút lên luôn dưỡng mã. Ok chị ơi, lên mã xám luôn dưỡng một con xám. Giá lên luôn chị em mình 79k một xám. Một xám, hai xám, chị nào lấy xám lên xám. Một xám và hai xám nè. Ai lấy xám lên xám luôn dùng nguyên nhá. Ôi, còn cái màu này, màu nâu nâu này cũng đẹp. Một cái màu nâu nâu, lên mã nâu. Lên mã nâu luôn dùng nguyên nhá. Tay từ từ chị em mình ơi. Hồng đậm em hết nha. Hồng đậm em hết nha chị Hương ơi. Chị Hương này như là dùng 2 Facebook à. Chị dùng 2 Facebook hả chị ơi. Quần tay nữ cho em xíu. Em lên hết mã này, em lên luôn chị em mình mã quần nam. Rồi mới đến quần tay nữ nhá. Mã quần xe một mã quần quần nam. Rồi mới đến luôn cho chị em mình. Nâu, nâu đây. Nâu 79 nè. Nâu cho 79 cho Hồng Phụng nè. Rồi lên luôn dùng này. Màu này cũng đẹp, lên luôn dùng mã mặn. Comment lên mã mặn, màu quần này trẻ mình. Lên mã mặn 79. Chốt mã mặn 79 một bộ mặn. Chị nào lấy mặn 79 lên mặn 79k luôn dùng nguyên nhá. Mặn 79 một bộ. Chị nào lấy mặn lên mặn luôn dùng nguyên nhá. 79k bộ mặn. Ai chưa có mặn lên mặn xong bỏ bì luôn cho nó gọn này sao. Mặn 79. Ai lấy mặn 79 lên mặn 79 luôn dùng nguyên nhá. Một bộ mặn 79k thôi. 79k mặn này. Rồi nha. Rồi lên những mã này mã hồng nhà. Có nào không? Nâu hết rồi. Lên màu mặn đi. Rồi lên mã đỏ đô. Mặn cho ai ba chị? Tiên Trương Trần. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. Màu này màu đỏ đô nhá. Lên đỏ đô luôn dùng nguyên. Chốt lên đỏ đô. Thì không có chỗ chứa luôn. Mặn nga đổi là mặn nga. Lên luôn dùng mã đỏ đô luôn dùng nguyên nha. Chốt đỏ đô luôn dùng nguyên 79. Toàn một cái này chắc cốt tông Thái đây phôm này chị em mình. Dán nè,
bao nhiêu khách nhà Nguyên 62 cái vẫn mang được, người ta mang ôm được, người ta mang ok hết nha. Lên luôn những mã này không đỏ đô nhá, chúc đỏ đô, đỏ đô hết mặn nha chị Lê Hoa. 40 trẻ mình mang cũng được, mà 60 trẻ mình vẫn mang được, tại vì cái này giả khách nhà Nguyên có người mua cho hai mẹ con bé, mà ba mấy ký nó cũng mang được, thì vì con nít này nó thích mang hồng hồng xíu là cái này nó mang ok. Chị nào lấy cái này đỏ đô nha, đỏ đô luôn dùng đi nhá. Ôi có bà vịt này nữa nè, còn sóc bà vịt này nữa nè, sóc một bà vịt, có còn một hồng nhạt này đẹp, đỏ đô tên Lê Hoa, còn một hồng cam này nữa nè. Ai lấy hồng cam lên hồng cam dùng nguyên nhé, hồng cam dùng nguyên, hồng cam 79, việt đỏ, việt đỏ này, việt đỏ này 62 ký vô tư, việt đỏ phong của áo của nó là hơi lửng lửng như này, rồi lên luôn những mã việt đỏ nè, 79.000 việt đỏ, 79.000 hồng cam, 79.000 sáp, hồng cam cho Phương Thảo, hồng cam đây nè, hai lớp em lên rồi chị ơi. Phương Thảo ngồi, Phương Thảo không biết, hồng cam em hết rồi. Chị nào lấy cái này lên cho mã vịt đỏ luôn dùng nguyên nhá. Đỏ này là đỏ đô nè, 79.000 bộ nè, bộ có tông thái nhá. Chị nào lấy đỏ đô lên, hồng đỏ đô luôn dùng nguyên nha. Hồng cam hết, hồng cam hết rồi. Lên vàng 79 vàng, trước 79 vàng luôn dùng nguyên. Tiên Phương Trần 79 vàng, cái này vịt đỏ đúng không? À quên, chưa cho chị lấy quậy màu chi ta. Con bé nó mang rồi, nó hỏi cái bộ này từ từ. Tìm lựa cho nó hai bộ đi. Màu chi ta. Nít nít mang màu chi cả. Nít mang màu chi đây. Màu xám đi. Các bộ màu xám đi. À bộ màu xám đi. Bộ màu xám với bộ màu ni đi. Hai bộ đi. Chị cho đi lên cho chị bé bé quậy. Bởi dặn nít đi mua đồ bởi dặn mà quên. Vàng đây. Bữa chợ mua 140 rồi mua đây sẽ kiếm chứ quá rồi. Bộ đó hôm bữa đi chợ hỏi thử. Đây Nguyên nói là nó flash sale đó. Trên Shopee nó bán flash sale là nó sale bao nhiêu phần trăm để bao nhiêu phần trăm ấy. Mà đến tặng 130 còn 135.000 một cốt tông thái. Rồi lên luôn những mã đen, đen được 2. Đây là chị bé quậy nhé. Đen được 2 là soạn cho để hầu soạn cho chị mấy cái quần u mì đó. Rồi lên chung mã đen được 2. Đen được 2 nhá. 79 đen được 2 con. Ai lấy 79 đen lên 79 đen luôn dùng nguyên. Rồi xanh coban. Không phải xanh coban đâu. Màu này giống màu tím nhưng mà tím than rồi. Đen cho Phương Thảo. Màu này lên chung mã xanh than. Tím than đi nè. Con này lạ đẹp nè. Màu này lạ đẹp nè chị em mình nè. Chỉ kêu là mua về mà hắn quý quá là hắn kêu là hắn giặt không bỏ máy giặt đâu. Màu trắng rất là nhanh dơ mẹ ơi. Để cái áo riêng cho con giặt riêng. Đấy, đẹp, cái này mang mát lắm. Chốt lên luôn dưỡng mã này. Tím than 2 nhá. Chị nào lấy tím than, còn một đen một tím than nhá. Bộ ngố từ từ chờ em xíu nhé chị ơi. Hàng rất là nhiều, hôm nay cuối tuần cũng sẽ lên nhiều vậy. Mình cứ từ từ cũng sẽ lên tất cả các mã luôn. Chốt lên luôn dưỡng mã này. Comment lên luôn dưỡng mã này là mã tím. Tím đây. Tím được 2, đen 1. Tím 2 và đen 1. Tím 2. Tím 2 đen 1. Tím 2 đen 1, xám còn. Rồi mã đỏ đô. Đen đâu? Đen dưới. Đỏ đô còn một hồng nữa nè. Đỏ đô hồng. Đỏ đô hồng. Đen Thanh Nguyên rồi. Lanh chưa em không lên lanh chị ơi. Rồi lên luôn những mã hồng. Hồng 79. Hồng 79. Thấy còn tím thôi nghe, hết đen rồi nghe. Hết đen cho Thanh Nguyên rồi. Hết còn dưới nó hết. Có cái mã. Thằng Thi Tố cỡ cứu rồi, chiều nay đi đơn cỡ cứu nha. Đen trai. Chốt cái gì chốt rồi chị đi đơn. Chị cỡ cứu rating đi. Nhà em nhắn tin rồi đấy, đen quá kìa. Nhắn tin rồi đấy, rating đi chị ơi. Rồi lên luôn dựng mã đỏ đô nha. Tiếm than cho chị Thu Hoàng Nguyễn kìa. Sáng cho chị Đỗ Thị Kim Cương. 60 ký quay đầu nha Kim Anh Đặng ơi. Chị ơi chị rất tin nhá, toàn bộ nhà em nhắn tin đấy. Hồng cho chị Lê Hương nè. Hồng Lê Hương nè. Sáng cho đổi kia nè. Sáng đen. Sáng đen. Không có đen, có xám thôi. À, cái này cho chị Lê Hương nè. Rồi lên đỏ đô luôn dùng nguyên nhá, chút đỏ đô. Đỏ đô nè. Tím hết rồi chị ơi. Tím cho chị Yến Nguyễn nè. À đỏ đô cho chị Yến Nguyễn nè. Đỏ đô cho Yến Nguyễn nè. À, thằng Ngố à. Nói chị kia chưa lên thằng Ngố.
hết cái bộ cái phần môn này rồi mà. Đây 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 nè. Lê Phụ nhắn tin cái chi để đạt có được đâu. Cái gì? Lê Phụ nhắn nhá. Đen còn một nè. Đen còn một mấy chị em mình ơi. Đen còn một nè, chị nào lấy đen lên đen luôn, dùng đen còn một 79.000 một cốc Tông Thái, chị rẻ quá, chị em mình tranh thủ mà phát. Chị nào lấy hỏa đen lên đen 79k luôn, dùng nguyên nhá. Còn hồng hả? Còn hồng hả? Hồng, xám. À hồng đây nè. Xám, đen, đen, xám thôi chứ không có xám đen, Đỗ Thị Kim Cương nha. Hồng nè, ai hồng lên hồng nè. Hồng cho Hương Nguyễn nào đây chứ. Hương Nguyễn hình như Hương Nguyễn Thanh Anna ấy. Không phải, Hương Nguyễn khác. Hương Nguyễn Thanh Anna đấy. Chỉ hai Facebook. Chỉ xài hai Facebook, một cái Facebook hình màu hồng, Facebook hình màu xanh. Đen cho chị Nguyễn Thị Bé Hồng. Có đồ lửng chị ơi, Nguyễn Thị Bé Hồng. Rồi lên dùng mã đắt còn một. Ủa thì Kim Cương rồi lên không đúng mã, em xám rồi xám đen đen chứ. Rồi lên dùng mã đắt. Chút đắt luôn dùng nguyên màu đắt. Đắt 79, chị nào lấy đắt 79 lên đắt 79k luôn dùng nguyên nhá. Chút lên mã đắt 79k đắt. Chị nào lấy đắt lên đắt màu này lạ đẹp này. Lên mã đắt 79, chị nào lấy đắt cái này như là quần áo nọ rồi. Không. Lên mã đắt 79 nha. Rồi. Bộ nào cũng có thông thái nha. Rồi lên dùng mã hồng. Màu này màu hồng đậm ấy. Lên mã hồng đậm dùng nguyên nhá. Hai hồng đậm. Hai hồng đậm. Hai hồng đậm nè. Không chị ơi, chị Trang Lâm chưa nên em không lên đồ bé nha. Chứ không lên đồ bé chị ơi. Lên mã hồng đậm mà hết rồi đấy. Hồng đậm còn 2. Hồng đậm còn 2. Hồng đậm còn 2, trắng còn 1. Trắng còn 3. Ủa hai cái bộ này cho ai đó? À cho ái rồi. Ái cho bé quại rồi. Chị đi chị bé quại đi. Hai hồng đậm, hai xám, trắng. Trắng áo trắng quần trắng. Trắng áo trắng quần trắng nguyên set. Set này bộ có Tông Thái. Đây chị nào hỏi bộ. Bộ thì tranh thủ lên bộ đi nha. Đấy, chị nào lấy cái này lên chung mã trắng 43, không quên, 79.000. 79.000. Cái bộ này là bộ đùi à? Rồi lên luôn dùng mã lon cam y đắc, như thế màu lon. Đắt hết rồi. Hết đắt rồi. Hết đắt rồi chị em mình ơi. Kiếm mấy cái hết rồi đó hè. Còn xám rồi đối hiện cương. Còn xám nè. Xám còn hồng đậm. Rồi lên luôn lon. Lon này còn được hai bộ. Bộ không có nha. Lon này còn được hai bộ mã nè. Lên mã lon cam. Trời ơi. Phương nói nè, chị em mình là 60. Tại vì đỏ là cách xương thu. Đỏ phải đỏ đâu, màu hồng đậm đấy. Hồng đậm đấy. Cách nhà Nguyên có người 62 cái vẫn mang được. Nhưng mà trường hợp chị em mình thích mang ôm thì chị em mình đừng mua những cái này nha. Chị Duyên cái này số 2 cái gì Duyên mang được ok mà. Chị Duyên mang ok. Đấy. Nhưng mà chị nào ví dụ chị em mình không thích mang đang ôm ấy. Sẵn đây. Thì chị em mình là tầm nếu như không thích mang ôm, chị em mình 55-57kg quay đầu không? Nguyên mang rộng rãi thoải mái luôn nè, chị em mình nhìn cái độ giãn của nó nè. Lê Hương, 62kg đó. Được chưa? 62kg mong tao mà thích mang ôm kia đại chốt nha chị ơi. Rồi lên luôn những mã lon. Ok không Lê Hương? Lon, trời ơi. Lon còn sót lại vài bộ, mã lon này rất là đắt hàng. Chốt lên mã lon dùng nguyên nè. Hết đắt rồi còn nha. Còn mang mã lon cam nha, bộ này lên ngầu ngầu. Lon cam luôn dùng nguyên cũng giá 79.000. Toàn bộ là chất cốt Tông Thái. Lên mã lon cam 79, chị nào lấy lon cam được 2. Rồi lên chung mã theo cam. Theo cam này được 2. Theo cam được 2. Ai lấy theo cam lên theo cam dùng nguyên nhá. Theo cam này đúng 2 con thôi. Được chưa? Chữ theo nè. Quần theo nè. Size này chị em 60 mang ok hết. Lên mã theo cam luôn dùng nguyên nhá. Có hai lớp lên rồi. Hồng đậm chị Xuân Thu có rồi nhá. Hồng đậm có rồi. Lên hát lon cam cho chị Hoàng Kim Đặng nè. Ờ, hai lớp lên từ đầu like rồi Haru ơi. Lên từ đầu like rồi. Mã tặng 69 cái. Hồng đậm rồi, ok có rồi. Rồi lên chung mã theo cam. Theo cam 2 con giá 6, quên 79k bộ. Rẻ chưa? 79k một bộ thì nó chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhá. Chốt lên luôn dùng nguyên cái mã này. 79k nha. Rồi còn lon hồng. Lon hồng, lon vàng. Còn mỗi này đùi hả? Lon hồng, lon vàng. Theo cam đây. Theo cam. Rồi lên luôn chung mã lon vàng và lon hồng. Hôm bữa mang con lon này nó sót lại thôi. Chốt lên mã lon vàng, lon hồng. Bộ này là bộ cốt Tông Thái nha. Ai phát ngay cái mã này đi chị em mình ơi.
cái mã này, thích cái mã này. Chị nào lấy cái này lên cho mã lon vàng, lon hồng luôn dùng nguyên nhá. Giá hôm nay mình chị dạy mình là 79k lon, 79k lon. Chị nào lấy lon lên lon nhá. Xong cái này lên luôn cho em mình áo theo quần cam lên. Theo cam còn không? Theo cam còn một bộ ở đâu rồi? Mới vừa thấy theo cam được hai bộ. Theo cam đây, theo cam đây. Còn nữa không? Hết rồi. Hết theo nhá. Thị Hương Hồ. Hết theo nha chị em mình ơi. Rồi lên luôn dùng mã lon vàng và lon hồng. Lon vàng, ấy môi kìa, môi vàng kìa. Lon vàng và lon hồng nữa thôi. Chị nào lấy lon, comment lon lên luôn dùng nguyên nhá. Chị em mình chia sẻ mạnh tay luôn dùng nguyên nhá. Ai cũng hỏi khoác khỉ lên lại trượt nữa à. Theo cam hết rồi nha, theo cam hết rồi, còn lon nha. Còn mã lon, ai lấy lon lên lon dùng nguyên nhá. Chốt mã lon luôn dùng nguyên nha. Đang đi ta. Rồi còn hai lon, lon hồng và lon vàng. Mã môi đang mang còn một con môi vàng. Còn một con môi màu vàng, một môi màu gì đó. Lon vàng cho Hà Nguyễn đứng. Hà Nguyễn đứng nè. Lon hồng nè. Rồi lên mã môi vàng. Vàng lon hết rồi chị ơi. Còn lon nó lửng hay dài đấy. Lửng nè. À lửng hay đùi. Rồi chốt lên luôn dùng mã này. Môi vàng. Ai lấy mã môi vàng y nguyên đang mang. Ấy kiểu không mang. Lên mã môi vàng 79. Lon môi vàng 79. Đùi nam em sắp lên rồi đây. Lon vàng hết rồi. Lon vàng hết rồi. Lon vàng còn còn lửng được không? Hết lon vàng rồi nha. Hết lon vàng rồi, môi vàng cho đúng Hoàng Kim Đạn. Rồi tao quần nai lên đây. Lon nhưng mà lửng đây, xong cái này em lên quần nam đây. Ok, Hoàng Kim Đạn có mua vàng rồi nha. Chị nào lấy cái này lên luôn chung mã lửng 85. Lửng 85, lon vàng, lon lửng đi. Tới 60 chị em mình mau ok hết. Chị nào lấy lửng lên lửng luôn dùng nguyên nhá. Lửng 85, bộ này bộ có tông thái. Có nhiều mã lắm nên là chị em mình cứ từ từ. Cứ từ từ, cuối tuần cứ thông thả mà sang hàng. Thế chiều ngủ tối ngủ bù à, tối coi like tiếp ra. Rồi lên luôn những mã lon vàng đẹp chưa. Lon vàng lửng nè, ai lấy lon vàng lửng lên. Cái áo này áo bông dài nè, tay chị em lấy 60 vô tư giảm nhiều nhá. Thì nào lấy lên luôn dùng mã lửng, lửng 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 85, comment lên lửng 85 nha. Xem bắt ngủ gục à, sắp lên rồi đây. Bộ nam em không còn bộ nam đâu chị ơi, cái vừa ngủ đi. Có quần công sở không thấy lên vài xíu nữa em lên nhé. Hành Bùi có lên thể thao em không còn. Quần công sở em sắp lên, lên mã quần nam. Rồi cho em chị em mình lên mã quần nam xong rồi qua mã quần công sở xịn. Quần công sở xịn mà chị nào không mua thì tiếp. Nha. Cho em lên mã quần nam đi. Lon vàng, lon hồng. Cho em lên cái màu đen trước đi. Lon lửng là cái gì? Cái này à? Ừ. Lon lửng cho Hành Bùi. Lon lửng còn cho Tố Nga nè kìa. Lon lửng còn cho chị Tố Nga cá nè. Đây nè, Tố Nga cá nè. Lon lửng cho chị Tố Nga nè. Lon lửng cho Tố Nga nè. Ai lấy lon lửng nữa không? Không chị ơi. Đồ chị mang. Em không, cái này không có lửng đâu chị Hà Nguyễn ơi. Cái này không có lửng nha. Trông lên hết một màu đi. Chị em mình coi không được thôi đi ngủ xíu rồi vô coi tiếp nha. Chứ còn chị em mình đừng có dục lên cái này cái kia. Hàng rất là nhiều mà mỗi chị một ý nên là Nguyên không chạy theo chị nào được hết. La hết cái này lên cái khác nhé. Con này riêng cái mã này bỏ qua cũng tiếp. Rồi lên mã tặng quần nam. Thật sự luôn, chị nào buồn ngủ thì đi ngủ chứ giờ mà chạy theo chị em mình rất là cực. Bao nhiêu chị coi like mà mỗi chị một ý. Người bộ, người áo thun, người quần tây, người quần nam. Nè thôi lên lần lượt từng mã một. Lon lửng nha. Hồng. Yeah. Lon lửng hồng đây. Lửng hồng đây coi. Lon lửng hồng đây. Mình xin mời chào đây. Lon lửng hồng đây. Ok, Thái Hòa. Không có màu khác đâu, không có màu khác.
áo khoác từ từ. Trời ơi, ai nhanh còn nha, ai chậm hết nha. Cái này chắc của nó là dù mềm, dù mềm. Size này 57kg, quay đầu là chút ok. Cái con quần nó hỏi anh Nam vừa không chừa cho anh đi sợ. Con nó đẹp, chữ nó đẹp. Rồi lên lưu dương mã 3, con quần nam size M. Hàng này là hàng 295.000 đó chị em mình. À cái này tag của nó 195. Mã này là mã 195,295. Lên lưu dương nguyên cái này, gần lại cho chị em mình coi cặn cái giá nè. Được chưa, hàng này hàng đầu châu. Hàng này là hàng đầu châu, hàng công ty đây chị em mình, nhìn xịn sò lắm luôn nè. Xịn sò, lên lưu chị em mình 59.000, size 57kg quay đầu, nguyên còn 3 con. Hai cái màu xanh đen và một cái màu đen. 57 quay đầu nha. Trời ơi, nó là siêu rẻ luôn ấy. Nguyên nói là chị em mình đi mua hàng hàng xưởng thôi, một con quần đuổi thôi, quần đuổi hàng xưởng người ta bán vậy mình được giá 79.000 con. Cái này cũng chạy luôn cho vậy mình hàng công ty nhá, 59.000 cho nhỏ Vi một cái, nhỏ Vi một cái, chia sẻ lên nhỏ Vi nha. Ráng mỗi chị em mình vô xem like chia sẻ lên luôn dùng nguyên đi. À, cho chị Như Tuyết hai cái nữa là hết, hai cái nữa là hết Như Tuyết, hai cái cho Như Tuyết nữa là hết. Rồi lên luôn những mã này, mã gạch, mã gạch. Cái này thôi anh chồng mới có cá rồi, gạch này có đủ sao không hả? À cái này đã à, rồi cho lên luôn màu nó đi, thay hết cái nó đi. Thay gì đây? Thay L, thay L, thay 60 đổ về. Rồi lên chung mã L, cho hết lên hết mà hết từng màu đi, từ màu qua màu đi. Đây này trẻ mình đề, cho trẻ mình coi cận để trẻ mình bảo nó điêu nè. Hàng 195.000, hàng công ty nha trẻ mình ơi, hàng hoa hàng công ty. Năm này không xúc được hàng, không xúc được hàng mình mới mua được cái giá này. Giờ đi mua hàng xưởng không người ta bán gì em mình giá 79.000 con rồi nha. Màu xanh hoặc ghi hết xây lờ cho chị. Chị mua rồi là chị biết rồi chị ơi, toàn bộ đằng sau có túi hết. Xây lờ nè, lên size đi chị ơi, lên size nha. Còn khoác hai lớp em không nha. Có màu thì cái nào cũng được. Xây lờ đây cho chị, xây lờ đi cho chị, xây lờ, xây lờ với xl, lxl cho chị Nguyễn Thu Hà. 59k con nhé, 59.000. Đen với xanh đen nha. Chị em mình lên size đi, không có size sao không chốt được. L cho chị Lê Trần Hoài My. L Lê Trần Hoài My. Lê Trần Hoài My này. Lê Trần Hoài My này. 60 cho chị Lê Hương size L cũng được nè. Nhỏ Vi size L có rồi. Lê Hương à. Lê Hương. Chị ơi, chị Văn Thanh với lại chị Lê Hòa lên cái size giùm em với. Hoặc lên số ký đi. À, xanh đen cho cô Liên Kim. À, CL cho cô Liên Kim xanh đen. Ok nè. Trời 59k mà không mua con này quá đảm bảo tiếp. Nhiều khách mua hàng rồi là hỏi tới hỏi luôn vì con này nó quá ư là rẻ. Với cái giá là 59.000. Đẹp xịn sò trẻ mình nhìn từ cái ở trong nè. Ở trong mà người ta may như thế này là trẻ mình biết nè. Không phải hàng xưởng hàng gia công đâu nha. Hàng này là hàng đa hàng công ty 195.000 đấy. Rồi nha, chị nào chưa có lên luôn dùng đi. Đào Nguyễn XL thôi, đen với xanh đen vậy em mình bóc ngẫu nhiên đi cho nó nhanh nhé. Chị ơi, chị Hoàng Kim Đặng lên size L cho chị Phùng Nguyễn. Chị Phùng Nguyễn hôm bữa đi đơn chị ta hay là xã rồi. Phùng Nguyễn đứng chỗ cái cầu này. Hôm bữa đi đơn chưa hay là xã đơn rồi. Rồi nhá, chị nào lấy quần nam. Đơn đây là xả rồi. Rồi 57 kìa, CL cho chị Văn Thanh kìa. Ủa Hào Nguyễn hồi tối không chốt được à? Chị ơi chưa 61 kia chị Lợi Hồ Thị, lấy xe XL cho chị Lợi Hồ Thị. Đen với xanh đen dễ mình chút ngẫu nhiên nhá. Hai cái mã này. Ok, chị nào chưa có lên cho chị Hạnh Bùi cái CL. CM còn không? XL cho chị Đào Nguyễn đi. Như đơn của chị Phùng Nguyễn như hôm bữa là em đã xả rồi. Chị nói rất là khó chịu. Em xả cái này rồi. Của ai? XL của ai? Đào Nguyễn. Đào Nguyễn đã có cái rồi. Rồi ok. Cho chị Lê Hòa CL đi. Lê Hòa CL. Xanh đen mình còn CM không? CM cho chị
thêm hai cái XL cho nhỏ Vi nè. XL. XL. Đây đây đây. Lấy 2XL. Lấy M, ai M đây nè, M cho ai nè. Nãy giờ ai hỏi M? M đây nè, M. M cho chị Phương Nguyễn. Phương Nguyễn nhiều người ấy. Phương Nguyễn nhiều người. Phương Nguyễn nhiều người đây rồi. 62XL còn không? Cho chị Hồng Nhung. Hoàng Kim Đặng còn XL không? Hoàng Kim Đặng luôn. Hoàng Kim Đặng luôn, ok Hoàng Kim Đặng. Hoàng Nhung à? Hồng Nhung. Hồng Nhung. Em không có nha chị Hà Vy Nguyễn ơi, quận Nam CM cho Thu. Hoàng Kim Đặng nè. Thu Phương Hoàng, à, Thu Phương Hoàng. Hello Minh Lệ. M cho chị Lê Trần Hoàng My. Thu Phương Hoàng CM. Ai nữa? Bộ trong người là 79.000. Lê Trần Hoàng My chưa? Chị Phụng Nguyễn ơi, em nói nè, chốt nay không ghé, hôm bữa cái đơn của chị như thế là em xả rồi. Ai mà chị chốt xong là chị bảo ghé lấy, để thông tin cho chị ghé lấy xong, chị xong ngày không thấy ghé lấy điện qua chị bảo là chị đi mua, chị tiện chị mua chỗ khác rồi. Thì không mua hàng online em bán như thế em không bán được. Trang Mai áo xanh sao? Trang Mai chốt áo xanh hay là hỏi đó. 63.000 chị ơi. Ôi chị áo dài lê không thấy. Quần nam. Quần nam nha, quần nam nha. Con này size 2XL lận nè. Nhỏ Vi mới, nhỏ Vi nhưng mới một cái màu đó. Size này size 70kg bạn mau ok nè. Mã này lên cho mã 2X luôn dùng nguyên nè, được một con 2X nè. Nhỏ Vi mới một cái nha. Lên mã 2X trước nguyên nhá. 59.000 đó là. Không mua con này phí. Đơn nhận đâu mà thôi. Ai? Cái Phụng Nguyễn khác. Phụng Nguyễn đứng cầu ấy, đứng chỗ cầu ấy. Phụng Nguyễn nói chết tôi vậy lại mã. Đơn chị nhận đâu. Có chốt đâu, sáng mới nhận đơn 1.4 triệu của Nguyên, hàng đẹp lắm rồi. Em cảm ơn chị Kiều Loan Trinh nhá. 70 hai lời cho chị Nguyễn Thu Thị đây nè, cái thêm cho nhỏ Vy cái đi, thêm cái CL đi, cái này không phải màu hồng người ơi. Nguyễn Thu Thị, màu này mà like của họ màu hồng. Trời ơi, màu này là màu gì ta, màu gạch, phải là màu gạch nha. Màu gạch, cái này đủ sai không? Màu không có thấy kìa. Cho nhỏ Vi cá nữa. Không có thấy kìa. Rồi lên luôn dùng mã gạch. Thấy cái CM có nhá chị Nga Nguyễn kìa. Không có, thấy là làm gì có. Chị Trần Mai em thấy rồi. Trần Mai em thấy rồi. Cái gì? Bộ trong người còn nhá chị Phượng Trần ơi. Còn nha. Thấy là không có đúng không? Thấy là hết rồi. Áo phía sau cho chị Trần Mai nè. Xanh Ngọc cái gì? Trần Mai 33.000 nè. Trần Mai 33.000. Hết rồi, hết dưới rồi. Lấy đi. Rồi lên luôn những mã gạch. 2XL hết rồi. Có nhé chị Nga Nguyễn ơi, lấy CM chị Nga Nguyễn, quần nam CM cho Nga Nguyễn. Có quần ring lưng thun cho nam em không có chị ơi. Em thấy chị tím lan mọc rồi. Nha, rồi lên luôn chung mã gạch. Con này lên phone nguyên thích nhất con này luôn. Không có sai à. Con này tới size 68kg nha. Còn bộ túi sau nè. Và chị em mà nhìn cái văn vải nè. Nhìn văn vải nó xước nổi ở trên nè. Con này lên bao đẹp luôn. Cái này giãn là giãn nhẹ nha chị em. Có cái lời này đưa nhỏ Vi cá đây nè. Hàng này 295.000. Chị nào lấy này, mã này lên xuống mã gạch luôn dùng nguyên nhá, lên form bao đẹp. Anh chồng của em cũng đang mang con này nè. Nha, hình như là mỗi màu anh đều có con. Chị nào lấy cái này lên xuống mã gạch size 68kg quay đầu là chút đẹp nha. 68kg quay đầu lên luôn dụng mã gạch kèm size. Nhỏ Vi thêm cái lời gạch được không? Từ từ, quần đùi nam. Cho chị tím lan mọc lên thông tin cho em đi, CM nè. CM cho tím lan mọc nè. M tím lan mọc nè. Rồi lên chung mã gạch kèm size luôn dùng nguyên nhá. Lên phone quần con này bao đẹp với giá 59.000. Nó rẻ, con này xịn sò, hàng này nó còn cao hơn cái tím con quần ngữ lúc nãy. Con quần gió lúc nãy, con quần gió lúc nãy hàng tắt của nó 195, còn mã này là 295.000. Nha, chắc xịn đẹp luôn dùng nguyên. Chị nào lấy cái này lên chung mã gạch luôn dùng nguyên kèm size. Ba size nha. À, hai cái quần nam từ từ nhé. Bữa em mua cái gạch đó rồi đẹp lắm luôn. Rồi ok nè. 60kg. Áo xanh đằng sau còn chở 60kg á. Lấy size XL đi cho chị hoa đỏ. Hoa đỏ, hoa đỏ. Chọn màu cho em đi chị ơi. Áo xanh phía sau cho chị Nga Nguyễn luôn. Áo xanh phía sau. Đang cầm mã này mà ba. 60 size XL hoa đỏ. Nga Nguyễn áo xanh đằng sau 33.000, chị Nguyễn Liên lấy chốt đi chị ơi. À, gạch 58 lấy CL cho chị Phượng Trần.
chị em anh chọn màu chọn size đi chứ mất công rồi chọn xong rồi cái là chị em mình bảo là chị lấy cái này chị lấy cái kia rất là mất công. Hàng này xịn sò này chị em mình ơi, à chuẩn hàng công ty hàng tác con này đến 295.000, giờ xe chị em mình 59.000, ngại gì không mua nha, ngại gì không mua. Chị nào lấy cái này lên cho mã gạch luôn dùng nguyên nhá, chị nào lấy gạch lên gạch luôn dùng nguyên. Con này xe 65kg nè, lên cho mã xám 665 dùng nguyên nè, chị nào lấy 665 lên 665 luôn dùng nguyên một con. Gạch CL. Gạch CL cho Việt Trinh. Một trong người em 79k chị ở áo phía sau còn màu khác không nguyên. Chờ em còn màu này với màu hồng. Hai màu chị ơi, vàng xanh hồng. Con này 33.000 con nhá. Nguyên còn cả màu hồng nữa. Còn màu vàng, màu xanh, màu hồng 33.000 con, chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên nhá. 33.000. Gạch cho Việt Trinh có rồi. 8 xe XL. Phải 65kg đổ về là mang ok nhá, toàn bộ có túi sau. À con này không có túi sau. Trên con này không có túi sau này, xịn sò này. Chị em mình nhìn này. Gạch xe bất tự. Gạch CM. CM dưới, CM đây nè, CM đây sẵn nè. CM đây nè. Gạch CM cho sóc thỏ. Chị ơi chị Thu Hiền cứ lên cho em cái size đi. Gạch M cho cô Liên Kim. Gạch M cho cô Liên Kim. Giá 59.000, chị nào lấy 6 lên 6. Con này sẽ có rồi không? Nó sẽ XL rồi. Vô lên năm ăn được cái XL mà ok cái rồi lên chung mã đen XL 65kg, đen XL 65 nha, chị nói đen còn đen còn xám XL xe 65 68kg là mang được con này xám ở đây à. XL này, XL hàng tác con này 195, chị nào lấy đen XL lên đen XL và xám XL lên xám XL luôn dùng nguyên nhá. Ok đi. Cho chị Nguyễn Liên hai cái nè, màu vàng và màu xanh này, ok nè. Áo à. Ờ. Chị ơi chị Thúy đổ hai ba màu ấy, còn màu hồng nữa. Chị nào lấy màu nào chút màu đó lên luôn dùng nguyên. Đang kêu màu hồng luôn cho chị em mình xem. Hồng có một cái nữa chứ mấy. Hồng mình còn chứ. Còn hết rồi đấy thôi. Có một con màu hồng nữa chị em mình nè. Còn một con màu hồng nữa nè. Xanh ngọc 33 cho chị Hoa. May cỏ. May cỏ. Đây màu hồng còn có con thôi. Còn lại hai bằng sau 33.000 con, rẻ con này rẻ. Rẻ. Rồi còn con màu hồng, một con màu hồng. Ai lấy hồng lên hồng luôn dùng nguyên nhá. 33.000 hồng. Một con màu hồng thôi. Rồi lên cho mã XL đen. XL đen. 65kg cao ok. Đen cho chị Tiết Hoàng. Một vàng một hồng cho chị Thúy Đỗ. Cái này Tiết Hoàng này vô. Tiết Hoàng này sao? Vàng hồng cho Thúy Đỗ dùng nguyên đi gì? Thúy Đỗ 80 không chị ơi, 80 không. Phải chị Thúy Đỗ là đơn hoàng không? Phải không? Cái bao to của Thúy Đỗ này. Thúy Vỏ. Nó Thúy Vỏ à? Rồi cho ông lên màu khác cái gì? Mã khác cái gì? Ôi cái màu xanh đi đẹp có cái kìa. Xe 30 à? Size 30 tầm khoảng 60-61kg độ về. Màu này lạ đẹp này. Trời ơi 30 nha. Đen luôn dưỡng mã xanh ngọc. Trời ơi con này đẹp. Size 30 chắc đã luôn. Chốt lên luôn dưỡng mã này 59.000 size 30. Chị nào lấy 30 lên 30. Hàng này hàng công ty sale như vậy mà nơi. Nó không có đầy đủ ri, không đầy đủ sai số đâu. Đấy mà riêng cái gì mà bán hàng công ty thì nó sướng lắm. Xanh là cái gì? Xanh mã nào chị ơi? Xanh yeah. Hồng hồi nãy chốt đây, rồi. Đây Lê Trần Hồi My. Rồi Lê Trần Hồi My. Hồng hồi nãy chốt rồi phải không? Hả? Ừ? Áo 33 hồng. Rồi hồng hồi nãy chốt rồi. Cái mã này có sai đủ sai không Nguyễn? 30 là cái gì mình thấy 30 là cái gì? À 9 30 mấy. 31. 31. Rồi lên nó nhận mã reo. Thì nào lấy reo kèm sai 30 à? Cái 29 có một con. 29 30 33 34 nha, lên luôn chị em mình 59k, con quần đẹp lắm chị em mình ơi. Chị nào lấy cái này lên chân mã reo luôn dùng nguyên kèm size. Reo kèm size 29 30 33 34 không có 31 à? 30 cho Minh Hiếu kìa. 30. 30 cho chị Minh Hiếu. 30 cho Minh Hiếu. Anh mời 28 29. Anh mơ được 29, không có 28. Anh mơ 29. 29 luôn à? 29, 59k luôn. Ê chị Linh không? Linh lên 29 trước mà. Ê? Linh lên 29 trước mà. Linh nào?
lên lên kìa. À, bà, thấy mình bà bị ẩn rồi đấy. Minh Hiếu tới không, đây là không thấy chị Minh Hiếu nè. Rồi nha, ai chưa có? Reo còn không? Reo còn size gì? 29 còn không? Còn size gì? 30, 33 thôi. 30 à, 30 cho chị Hồng Nhung. 30 chị Hồng Nhung. Ok rồi, chị Linh Linh ơi. Hồng Nhung. Áo khoác phía sau là 33.000 nhé chị Xuân Lê ơi. Hồng Nhung còn size chi nữa Du? Chị có 30, 33 thôi chứ mấy. Còn 30 không em? Còn 30, còn 30. 30 cho Lê Trần Hoài My này, Thanh Loan à. Có thêm máy bên nó coi được, máy bên nó không thấy comment luôn. Ba ba cho chị Nguyễn Liên. Ba ba cho chị Nguyễn Liên. Còn ba cái đâu không ạ? 30 rồi. Nguyễn Hiền, Thanh Loan. Nguyễn Hiền đi có đơn cho ta, Nguyễn Hiền. Được chưa? Chốt chưa xong cái nó chơi ba ba chưa? 30 cho chị Ngọc Ngốc Trần luôn nè, cho Thu Ngọc nè. Rồi cho lên màu khác. Màu này màu nâu nâu. Màu nâu này có mấy cái? Còn ba không? Đây luôn dùng nâu. Nâu này có một con, xe 30. Nâu quất ngọc gì chưa? Nâu xe 30. Thì nào lấy nâu 30, lên nâu 30 một con thôi. À? Ngốc Trần. Ngốc Trần à? Ở đây 33. 30. Ngốc Trần 30. Ngốc Trần 30. Chị Nguyễn Huyền ơi, lên size cho em đi. Nguyễn Huyền có rồi, 30 mà. Reo 55kg không có size. Chị 10. Có rồi không? Rồi ok, cho chị Thu Ngọc. Nào cho chị Hồng Nhung. Nào cho Hồng Nhung nè. Nào cho Hồng Nhung. Reo 33 Nguyễn Liên có rồi đó không? Nào con size gì đấy? 30 luôn cho chị Minh Hiếu. Minh Hiếu có con rồi. Nào Minh Hiếu, còn một nâu 30. Chị Thanh Loan ơi, 30 xanh rồi. Xanh rêu hồi nãy còn rồi. Thanh Loan có rồi chị ơi. Rồi còn nâu 30, chị nào lấy nâu 30 lên nâu 30 luôn dùng đi. Comment lên luôn mà nâu 30, còn mà chị cho lên. Ấy cái lại cái nó cho lên trước kìa. Tiếng rồi lên luôn này. Tiếng lăng mọc mới mà được một cái nha. Size 31. Xanh đen size 31. Chị nào lấy xanh đen 31. Comment lên xanh đen 31. Nào 30 hết rồi. Cho chị Lê Trần Hội Mỹ. Đó rồi. Nguyễn Hiền. Ừ, nâu. Biết hồi nãy chốt một cái cũng Lê Trần Hội Mỹ có. Phải, nâu lại chốt đâu. Rồi lên mã xanh đen 31. Không lấy reo. Cái xanh nào chợ. Chị Thanh Loan bỏ ra đi. Chốt gì mà lộn xộn. Không cứ chạp mà sợ chốt lên đấy chứ còn ở dưới này cứ đạp rồi chốt cái hầu họ hòm lên mã rồi không biết trong mã này. Thế Lê Trần Hội My không phải đâu. Mày đọc cái mô là chốt ghi cái đó đi. Nguyễn Hiền đã cũng chốt rồi. Lê Trần Hội My bỏ reo ra kìa. Rồi lên luôn dùng nguyên cái này. Chốt lên luôn dùng nguyên cái này. Mày đọc cái mô ba chốt cái đó đi, không cần co đâu. Comment mã này là mã xanh đen size 31. Xanh đen size 31, không phải. Xanh đen size 31, một con thôi. Ai lấy xanh đen 31 lên xanh đen 31 luôn dùng nguyên này. Xanh đen 31 nha. Chị nào lấy xanh đen 31 lên xanh đen 31 luôn dùng nguyên nha. 31. Lên luôn dùng nguyên đây. Xanh đen 31 cứ tròn lên đây. Vứt lên đây Huyền nha. Vứt lên đây đi. Xanh đen 31 một con. Chị nào lấy xanh đen 31 lên xanh đen 31 luôn dùng nguyên. Rồi lên chung mã kem. Chốt kem luôn dùng nguyên. Ôi trời, con này kaki 31, kaki mềm nha. Con. Trời ơi, 31 được 2. Chị nào lấy kem 31 lên kem 31, cái này được đúng 2 con luôn. Hàng tác con này là 255.000. Ai lấy cái này lên luôn dưỡng mã này là mã kem 31 nè, xanh đen 31 nè. Giá nguyên lên luôn chị em mình là 59.000 thì không ngại gì chị em mình không chốt. Chấm tương tác lên luôn chị em mình ơi. Mỗi chị em mình vô xem like, tương tác lên luôn dùng nguyên tí xíu nha. Không có 30 chị ơi, 31 thôi. 31 thôi nha. Rồi chị nào chưa có lên luôn dùng nguyên cái này. Chồng chị hay mang size nào chị chốt size đó chị ạ. 32 và 34 nè. Không có 30 à? 31, 32, 34. Kèm cho chị Thanh Loan. Kèm Thanh Loan, kèm cái size vô chị ơi. Toàn bộ chị em mình kèm size vô, không lại lộn size nữa mất công lắm.
ba mấy nữa? 32, 34. Còn 32, 34 nữa nhá. Chồng hay mang size nào phát size đó đi. Tại vì cùng size mà chị em mình, ví dụ như chồng mình bụng to, cùng cái số ký là bụng to, mông to, chút size khác. Ví dụ như S, M, L cũng tư vấn cho chị em mình, cứ không size nó giảm hơn xíu. Nguyên chốt được nha, 32. 32 cho chị Nguyễn Ánh Mơ. Kem đi. Nguyên nói rồi, chị nào mà giờ chốt mà lỡ cỡ không màu, không size, Nguyên không chốt nữa nha. Không là lộn hàng mất công, nói qua nói về nữa. Cứ lên đúng mã, màu kèm size luôn dùng Nguyên nhé. Màu kèm size, rồi ai chưa có lên luôn dùng Nguyên kem. Kem nha, còn màu gì nữa, màu xanh đen hả Huyền? Trong màu xanh đen. Trong lên xanh đen nó đi. Lấy màu đi nha, lấy màu. Không có đi. Màu không chốt nha, nói trước không có màu không chốt. Chốt rồi không lái màu nữa nữa. Lên màu kèm size, không có màu không chốt nữa. 31, 33, 34. Rồi lên trước mã xanh đen. 31, 33, 34 chốt xanh đen. 31, 33, 34. 59.000 thì không ở đâu chị em mình mua được. Nói thật sự luôn, một con mã hàng công ty. Đấy, like luôn chị em mình chọn màu từng màu, nếu mà người ta hàng mà hàng công ty sale ra người ta chỉ lên size. Đen 31 cho Trần Phương Thảo. Chỉ lên size. Còn không chọn màu đâu. Bên nhà Nguyên vẫn chịu khó. Like luôn cho trẻ mình từng màu. Xanh đen 31 rồi không? Xanh đen 34 cho chị áo dài lê. Xanh đen 34 cho chị áo dài lê với giá 59k co. Ai chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng Nguyên nhé. Bao rẻ luôn. Xanh đen 33 cho chị Hiền Đỗ. 33 đây sao? 33 cho chị Hiền Đỗ. 33 cho chị Hiền Đỗ. Rồi nhá. Chị nào chưa có thì lên. À, còn xanh đen là thôi đúng không? Hết màu đúng không? Màu tím à? Rồi lên tím đậm. Chốt mã tím đậm 31. 32. Tím đậm 31, 32. Hai size à? Tím đậm có hai size, 31 và 32. Mua lên trẻ mình 59k màu tím đậm. Xanh đen 33 còn hả? Xanh đen 33 còn không Nguyễn? Rồi chị nào lấy tím lên tím luôn dùng Nguyên. Chốt mã tím xanh đen 34 kìa. 34 áo dài lê rồi. Chứ ba chốt 33 cho ai? 33 cho Hiền Đỗ. Hiền Đỗ mẹ mới bắt súng 3 ghi xong. Đấy. 33 mới bắt súng Hiền Đỗ 3 ghi xong rồi mà. Áo dài lê là 34. Ba coi Hiền Đỗ là 2 cái cho coi. À. 34 còn không Hiền? 34 còn. Lợi Hồ Thị, tập trung đi. Chưa về thêm chị ơi, 33 cho chị Nguyễn Liên. Hồi nãy ba mới vứt xuống nó cho chị Nguyễn Liên. 31 cho Hồng Nhung. 33 Nguyễn Liên. Có cái nào CM đâu không Nguyễn? CM thì còn có màu nữa thôi. CM còn mỗi màu gạch chị ơi. Rồi nha, qua mã nha. Qua mã nha. Rồi bỏ xuống nó dùng Nguyên. Cái này còn một con 18 thôi nè. Rồi lên luôn cho em mình mã quần công sở. Chấm tương tác lên đi trẻ mình ơi. Mã này mã xám size gì đây? Size gì đây? Size L 57 đổ về. 59k xám, size L 57 đổ về nha. Chị nào lấy L xám lên L xám luôn dùng Nguyên nha. Tương tác lên luôn dùng Nguyên, lên luôn trẻ mình mã công sở, quần công sở. 65 chắc còn ấy, xanh đen có rồi nha. Còn xám size L. Cái nó màu nó size gì đó Huyền? Màu kem nó size gì? 34 à? Màu kem này lên rồi đúng không? Rồi trong thời gian lấy quần công sở cho lên cái set chip, cho lên cặp chip đi. Rồi lên luôn dùng Nguyên cái này. Cái này nói thật sự là Nguyên về không biết bao nhiêu đợt hàng. Riêng cái chip nào Nguyên về không biết bao nhiêu đợt hàng rồi. Xám CL cho chị Nguyễn Thu Hà. Nguyễn Thu Hà này sao? Em có đồ bộ bé. Giờ em không lên đồ bạc, đồ bộ chị ơi. Không người ta chốt rồi chị Lê Trần Hoài My ơi. Không nha. Trời ơi. Giờ về chỉ có 1.000 hàng thôi. Nhưng mà khách đặt khá là nhiều rồi. Khách nhà Nguyên, Nguyên nói là riêng cái set này có người mua 2 set, 3 set về để dành mà mang này. Vì nó theo đợt, không phải lúc nào nó cũng có hàng. Mỗi đợt nó ra mỗi mã khác nhau. Nhưng mà chắc này sướng, giảm nhiều. Đến 65kg vẫn mang ok. Riêng cái này giảm nhiều, đến 65kg vẫn mang ok. Cái này riêng cái này Nguyên sẽ tích 5. Có tích 5 vì là sẽ có màu lập nhá. Sẽ có 1 đến 2 màu lập trong cái set này. Nguyên đem luôn cho trẻ mình mã này. Bao sướng, riêng cái này thật sự là chưa khách nào chê hết. Bên này thì hàng hai biên nó ở bên này này thì phải hai biên á, lên xe hàng xịn ấy. Đây trẻ mình nhìn nè, toàn bộ ở trong cái động cái lót này ấy, toàn bộ là may hết, may kỹ là khác nha, may rất là kỹ luôn.
Mã này Nguyên lên luôn cho chị em mình, mã này một set 10 con 119.000 là chạy 120 một set nha chị em mình. Tách lẻ 5 là sẽ là một set cho chị Văn Lai. CM em sợ không, 119.000 10 con thì chị em mình mua là ra 12.000 con. Còn người ta đang lẻ ra con này, có chỗ người ta lên đến 35.000 con. Đấy, nên là chị em mình mua rất là lợi. Nhiều chỗ nó bán hàng kèm hàng gia dụng đó, nó bán cho chị em mình con này 255.000 một set. Nguyên lên luôn chị em mình là 100 set cho chị Lê Hương, 119.000 một set. Chị nào mua tách 5 này sẽ là 65.000 nha. Chị nào chưa có lên, cái này cũng mới vừa về thêm thôi. Nói thật sự là đợt nào hết đợt đó, cứ khách nhận hàng rồi là đặt thêm nha, khách nhận hàng rồi là đặt thêm thôi. Thậm chí là khách ghé lấy còn phải quên chưa cho chị Phạm nổ set này nhá. Hôm bữa mượn của chị thế Phạm mấy cái? 10 cái. Một set 10 cái. Nó lấy 10 cái lên 5 cái chị lại. 565.000, 5 cái 65, 5 ai lấy 5 thì ghi lại 5 cái. 65.000. Ba ghi 5 cái ở ngoài bì đi, cặp chip là tắt. 5 cái kìa. 5 cái kìa. Rồi chốt lấy mã chip luôn, dùng nguyên cái này có tông trời ơi. Cái này giống như là hàng dịch kim ấy. Hàng dịch kim ấy. Đây đi chị em mà nhìn này. Giãn sướng lắm, chị em 65kg vẫn mang con này. Khách nhà Nguyên vẫn nói từ trước bây giờ mua cái mã này là sướng nhất. Vì cho chị Phạm đủ xác. Mang cái mã này là sướng nhất, giãn nhiều và thấm hút mồ hôi nha. Chị nào chưa có cái này lên luôn, dùng cái mã này là mã tặng chip. Lưng cao nhé. Lưng cao 119.000. Rất là rẻ luôn ấy. Mà toàn là màu đẹp không à. Toàn màu đẹp, không có màu nào quá nổi. Có cái màu gạch này là nó nổi hơn xíu thôi, mà chị em mình không chọn màu nhé. Chị nào lấy cái này lên cho mã tặng chip 119.000, bao rẻ luôn, 119.000 chip. Cho chị Kim Loan, cho chị Hạnh Nhân. Giờ em lên đây chị ạ. 5 cho Tiếp Hòn. 1 2 3 4. 5 cho Tiếp Hòn. 5 cho Tiếp Hòn. 5 là 65. 10 là 119.000 đây này, Tiếp Hòn. Rồi ai chưa có lên nhé. Cho chị Giang Nguyễn thêm xét. Cỏ cú một xét. Giang Nguyễn cỏ cú. Đây còn xét 5. Rồi chị nào chưa có thì lên nhìn 119.000 một xét. Chị nào đi từ đi 5 con là 65.000. Giang Nguyễn cỏ cú. Rẻ quá. Mua mà để dành mà ma. Mua 10 con hẳn 10 con. Xài 5 con. Xài 5 con. 3 tháng sau. 3 tháng sau lại thai nè. Ok Hương Nguyễn 20. Cho chị Như Tiếp một xét. Hơi rộng xíu đấy chị ơi, hơi rộng xíu. Rồi ai chưa có chip lên chip luôn dùng nguyên đi nha, qua mã nhé. Chị nào chưa có chip thì lên chip luôn dùng nguyên. 69.000, 65.000 5 con. Mua 10 con là còn 119.000 10 con nha. 5 cái cho chị Hoa Đoàn. 5 cái cho Hoa Đoàn. Hỏi chị ngăn cái chỗ mà không bán. Bán cái sữa. Mua uống cái chi mà. Ok Hương Nguyễn có rồi nha. Uống cái chi mà hôm bữa có sữa chua. Đặt nhiều đó. Đặt đi Huyền. Đặt đi. Tôi không biết Facebook của chị nữa. Cho chị Tiết Ngọc có rồi. Không sai chị ơi, không sai. Hoa Đoàn rồi. Áo thun phía sau là 33.000. 33.000. Tiết Ngọc. Cái này nó giãn nhiều lắm chị em, cứ yên tâm đi. Khách nhà Nguyên á 65kg kêu là em ơi em chút đến 70kg đi, tại vì cái này nó giãn nhiều sướng lắm. Nhưng mà vẫn chút đến 65kg. Từ 40 đến 65kg okay, là chút được. Thì nó rồi. Giãn rất là nhiều nha. Chị nào chưa có thì lên luôn dùng Nguyên nhá. 119.000 một set. Bộ phía sau em có. Từ từ. Bộ phía sau bao nhiêu em có năm mươi kg. Đâu phải bộ chị áo không mà. Cho chị Nguyễn Khánh Tuyền 5. Tường Vi Văn 10 1. Văn Tường Vi 1. Nguyễn Khánh Tiền 5, Nguyễn Khánh Tiền như mỗi khi cũng đã mua rồi nè. Lê Thị Thanh Hòa 1. 60 đổ về nha. Ok. Rồi nha, qua công sở. Công sở phải là công sở thì chị em mình cứ mua thử đi. Rồi xong xíu nữa chị em mình. Nam à. Hả? Nguyễn Khánh Tiền 5. Khánh Tiền 5. Ok, kệ bán vơi dặn chị sẽ làm tốt. Tại Nam đi. Ok, còn lại 5 cái nữa cho chị Nguyễn Thu Hà. Chị em mình mua 5 cái nó tiếc luôn. Nhận hàng về dùng nguyên đi. Chưa thấy chị khách nào chê hết. Riêng cái này chưa chị nào chê hết. Một xanh một vàng 33.000 nhé chị Sang Nguyễn. Xanh vàng đi chị Sang Nguyễn nè. 33.000. Sang Nguyễn 33. Rồi qua mã nha, lên cho chị em mình công sở nè.
10 cái ấy, Tường Vi Văn ơi, ăn Tường Vi ơi. 10 cái, một set 10 cái. Ok, 10 cái. 10 cái là một set đây. Set 10 cái. Ờ, có màu lạch mà. Sẽ có màu lạch mà. Trong lên công sở có cái màu kỳ á. Cái này cũng nhắc luôn như vậy mà đó, là công sở này là chất của nó là lửa hai biên. Phải công sở hai biên nha. Cho em xíu. Hơi rộng xíu vậy ơi. Hai áo cho chị Nguyệt Phạm. À em còn, em hết màu này rồi. Hai áo cho chị Nguyệt Phạm, hai áo sau này cho chị Nguyệt Phạm. Trong lên hết đi chị, cái trong lên lên. À, hai cái hai màu cho chị Nguyệt Phạm. À, chip á hả, từ giờ cho em xíu. Áo phía sau của em á là 33.000 cái, không phải 39 nha. Một set cho chị Bích Trâm Hà. Set cho Bích Trâm Hà. Ok Vi, có thông tin rồi. Set cho Bích Trâm Hà một set. Đây nè, Nguyên dơ lại cho chị em mình một phát rồi thôi. Ở đâu rồi? Đây là cả set nè. Đây nàng mới tình yêu ơi. Đây chị nào vô sau thì lên lại dùng Nguyên nha, một set 10. Set 10 119.000 set. Chị nào mua 2 set, à quên, mua 5 set đây là còn. Này chị em mình nhìn cái tông màu của nó đi. Toàn là màu nhẹ màu đẹp hết. Nè. Nè. Đây này chị em mình nhìn nè. Đẹp chưa? Đấy nhìn đã đẹp thế này, lên hình mạng là lung linh nữa. Chốt lên luôn cho chị em mình cái này là 119.000. 10 cái là hẳn chị em mình mua chỉ có 12.000 cái thôi. Này chị em mình nhìn đồ giảng nè, 40 đến 65 cái chị em mình mang được luôn. Này, giảng vô tư và này, giảng chiều nào nó cũng giảng hết. Và toàn bộ cái đụng cái lớp trong này là may kỹ nha. Đó, chị đang chưa có thì chốt. 119.000 10 quần. Mua 5 quần là còn 65.000 10 quần. Rồi qua luôn chị em mình quần công sở tương tác lên luôn dùng Nguyên nhé. Qua nha. Đây chị nào lấy thì chốt đi. Chị Phương Nguyễn lấy chốt đẹp đó. Chị Phương Nguyễn khách nhà Nguyên mua nhiều lắm rồi. Ok chị Phương Nguyễn, khách nhà em mua nhiều lắm rồi. Cái này đợt nào về hết đợt đó, thậm chí là phải mượn lại của sĩ ấy để chốt cho khách. Đây nhớ luôn dùng Nguyên nè. Chất liệu của nó cái này là vải hai biên, không phải vi tét. Chị em mình cứ lên search công sở mà chất liệu hai biên, Nguyên thấy là nó bán là 255.000, chỗ rẻ nó bán 190.000. Còn sai chi đó vậy? Mày có XL với 2X à? Rồi lên luôn dùng này. Chốt mã 2 biên. XL này size 55-57. Đổ về là chị em mình chốt được. Chốt đến 55kg luôn dùng Nguyên. Trời ơi, thơm. Chất liệu của nó là vải 2 biên. Nhớ luôn dùng Nguyên nhé, không phải Vitex. Mua lên cho chị em mình 69.000. Còn size 57-58 đổ về. Một set cho chị Nguyệt Yến. Set cho chị Đỗ Thị Kim Cương. Bộ em mang có rộng không? Không rộng chị ơi, vừa phải. Ờ, chiếc 5 cho chị Phong Lan. Chiếc 5 cho chị Phong Lan. Tách chiếc 5 cho chị Phong Lan. Những cái 5 cái Phong Lan. Rồi ok, qua nha. Cái này Nguyên đang còn size 1XL và 2XL. Size 55kg quay đầu và size 57-58kg quay đầu cho size 2X. 55kg quay đầu size 1X nha. Trời ơi, chắc bao đã luôn. Ai nhanh tay có nhá. Nguyên lên luôn cho dễ mình, mã này là tặng 69.000. Rẻ hơn con Vitex. Rẻ hơn con Vitex. Con Vitex mà chạy luôn cho dễ mình là giá đã lên luôn cho dễ mình là 79.000 con rồi. Còn hãng hàng này là hàng vải hai biên, hàng xịn này. Nha, Nguyên có 1X và 2X. Cái mã này chị nào lấy cái này luôn cho mã chị 1X và chị 2X luôn dùng Nguyên nhá. À, 58 xây 2 cho chị Thu Hà. 69.000 Thu Hà. Không, mã này nghe, còn cái mã đai khác nghe. Mã đai lại khác nghe. Size 2 cho chị Hoàng Điệp. Size cho Hoàng Điệp. 2 cho Diễm Nguyễn. 2 cho Diễm Nguyễn. Hết 2 nhá. Hết 2 nhá. 650. Số 2 không. Không có đen chị ơi. Không có đen nha. Còn mỗi size 1 thôi. Size 55 đổ về là chị em mình chốt ok. Còn hai cái con size 1. Cái này thứ còn ít. Nguyên nói là mọi khi là Nguyên chạy luôn cho chị em là giá 99.000. Không bao giờ nó điêu hết. Chứ chị gì ta, chị Mai Thủy là chị cũng phải có 5 con mang lên công ty đẹp đó.
ngày tối nay chị mai chị lấy là chị giặt luôn, mai chị mang lên công ty là chiều mai chị về chị phát luôn mấy con nữa. Thì lên người ta giặt mà một khi là chạy 99.000, đã rẻ hơn rồi thị trường rất là nhiều, mà ngày hôm nay lên chạy mình 69.000 là chạy mình biết nha. Nè, tranh thủ chốt vải của nó là hai biên, không phải là vải vitex nha, 57 em hết. À, không chị ơi, không có chip bé nhé, 57 hết rồi chị Kim Anh ơi, còn 55 thôi. Rồi cho nguyên lên cái mã có đai, có đai hồi nãy phải nó vitex hai biên có lại thử cho nguyên con hai biên. Cái test là vải mà có sọc mấy bữa đó. Đen đây, đen này có size gì đấy? Đen này có mỗi size 55 quay đầu. Chị nào mà gọn người á, 57 chị em vẫn mang được cái này, chạy size L rồi. Rồi lên lưng này. Từ từ. Chị cho chị Huyền Ly Nguyễn này. Size 52 tí. 52 ký hơi rộng rồi, đó chị. Không nguyên chốt cho Hòn Diệp ấy mà. Hai tay bút nguyên chừa hãy cái cho chị khác đi. Thế hai ít chừa cho chị nào đây, phòng điệp có rồi. Thế sao tại sao lại chốt hai người cho chị Kim Anh đi, cho chị Kim Anh hai ít tặng hay là hai ít rồi nãy chị Kim Anh còn không cho chị Đỗ Kim Trung đem. Đỗ Kim Trung hay Kim Cương? Kim Cương đem cho chị Hạnh Bùi một ít. Rồi lên đen luôn, dùng nguyên xe 55 quay đầu là chị ăn chốt ok. Phải hai biên xịn nha, chị em mình cứ lên xịn, nguyên nó xịn là chị em mình cứ tin tưởng xịn đi. Vậy hàng này đi tiền vải không là đã không có cái hàng, cái dòng hàng 69.000 rồi. Chạy tiền vải không có 69.000 rồi mà chị em mình đi may một con quần này, tiền công may là 101. Người ta chạy luôn con này, chị em mình cứ sợt đi, xong chị em mình ao ra chị em mình sợt phải hai biên, đi công sở hai biên. Người ta bán chị em mình giá bao nhiêu là chị em mình biết nè. Đây cứ vô các trang mà chị em mình sợt công sở hai biên nha. Hàng người ta chỗ rẻ, quên sợt rẻ nhất là 190k. Đen xe XL chạy 69k, em đen 69k vậy Hạnh Bùi có rồi. À, sắc nách đằng sau là 33.000. Rồi Hạnh Bùi xe XL rồi. XL có rồi. Được chạy 47 hơi rộng. Hồi nãy giờ không hề có kim kim ánh hay kim ánh khác nữa. Rồi ok. Cái gì đó chị Trang Vũ ơi, có cái ri nào xe nhỏ không Nguyễn? Có ri chi xe nhỏ không? Rồi ok, cho mình lên. Trời ơi, cái màu chì đai này đẹp. Trong cái này Nguyễn Sĩ phải mang xe 10. À, phong này phong chính tắc. Phong này phong chính tắc. Đẹp chưa? Thử ma xe S có bùi hồng. Bình thường ma xe S đã phong này không phải nhất sao. Phong này phong chính tắc này chị em mình thôi. Rồi cái này xe S Vivu. Đây chị em mình nhìn cái phong quần này. Gấu của nó là gấu lẹt nha. Trời ơi, ai đi cho chị em mình con này. Với giá 69.000 với là vải hai biên nha. Nguyên 70kg và eo của Nguyên là eo 70. Đây, cái này là foam chính tắc nha chị em mình ơi. Nhìn foam quần đẹp chưa? Lưng của nó là lưng cao. Len luôn dưỡng mã này, mã kỳ, có size chi đó Huyền? SML cho chị em mình 57kg quay đầu. Riêng con này size 10 chị em mình 55kg quay đầu, chị em mình chốt ok. Thôi nó bự hơn xíu đây chị em mình, nhìn foam và foam này. Cái này gấu lẹt và foam là foam chính tắc nha. Rồi lên luôn cho mã chính tắc SML. À, quần chính tắc đi đẹp nè. Xem 5 cái 55. Từ từ. 70kg làm gì chị Trang Vũ, làm gì có. 70kg làm gì có chị ơi. Em không có đâu. Đen cho chị Phạm Ngọc Hiếu XL. Đen Phạm Ngọc Hiếu XL à. Ờ đen hồi nãy. Cho chị Trần Phương Thảo phong đẹp như thế này mà chị em mình không chốt thì phí quá luôn. Đây chị em mình đứng xa lại cho chị em mình. Cái này chị em mình mang đi chơi được, mang đi làm được. Cái này mix với áo kiểu xíu nữa là đẹp. Đây, form này Quân đang mang xe SCM cho chị Trần Phương Thảo kính. Trần Phương Thảo kính CS cho chị Phan Thương rồi nhé. Còn cái này xe S đâu? Phan Thương. Phan Thương. Rồi S cho chị Phúc Nhật Nhật Phúc. S Phúc Nhật Nhật Phúc 69k luôn, chị nào lấy 9 tắc lên 9 tắc. M có không? M còn không cho chị Trang Lê. M còn cho chị Trang Lê. Ấy mang à.
Mờ còn nữa không? Mờ cho chị Phong la. Mờ cho chị Phong la. Phong này đẹp lắm mà vải là vải hai biên xịn. Cho chị Phong la. Chị Thu Ngọc không có sai chị. Chứ còn cái này là gì vậy? Trông lên luôn đi. Có xung công sở à? Xung công sở hình như có. Chị Lượng. Chị Lượng mang bị động. Rồi lên luôn dưỡng mã chính cắt màu nâu. Màu nâu nâu ấy. Có gì Trần Phương Thảo rồi. Nó mấy con? Chị Lượng không? Xe 52 quay đầu. Eo của chị em mình con này eo 72 đổ về là chị em chốt được. Đây này Nguyên mang rộng xíu. Chị nào lấy cái này lên cho mà eo. Cái này toàn bộ eo 72 đổ về là chị em mình chốt được. Nha, lên lên những mã này là mã sáng. Đây đây cũng con chính chắc để chị em mình phôn quần. Đây chưa Nguyên mang hẳn ở trong con quần đùi nữa. Con bộ là vải hai biên xịn hết. Rồi chốt lên luôn dùng nguyên mã này là mã nặng, mã xám đi. Xám. Xám size 50 52 độ về. Xám, ba con xám thôi, giá lên luôn chị em mình là 69.000. Rẻ của nó là chưa từng được rẻ, vải hai biên không bao giờ có cái màu nào. Màu nâu tay à, màu màu nó đẹp nó nhìn đúng size không? Màu S10 trong đây sẽ S. Trời ơi. Đây chị em mình nhìn nè. Xét không? Xét không? Đường kim mũi chỉ và vải hai biên nha, quay cận luôn cho chị em mình nè. Cái này có giãn giãn nhạt. Màu này màu gì vậy? Xám cho chị cắt từ. Chị Trang Vũ ơi, chị lên rõ đi. Giờ chị tự nhiên chị bảo là áo lấy cái chi 5 cái xe 55, 5 cái xe 70. Em không biết là chị lấy cái gì hết. Không biết chị lấy cái gì luôn. Màu này màu chi đâu? Màu này màu chi trời. Trời ơi. Vì để cho mình cái mới được. Chứ cái này sẽ ép lại. Một cái sẽ ép cho Hạ Nguyên nha. Đây cái sẽ ép cho Hạ Nguyên nè. Nguyên mang hẳn ở trong còn con quần nữa nha. Trời ơi tới này tới xe chi Huyền. Cái dẻ mình con này chị em mình để 60kg có sao. Màu nè, tại vì mang hai con quần này hơi cộn xíu, con này đẹp quá. Mang con quần đùi ở trong nữa chứ. Con này đẹp quá chị em mình ơi. Này chị em mình nhìn phôn quần đứng xa ra, Nguyên đang mang CS nhá. Nguyên 50kg. Eo của Nguyên là eo 70 đang mang CS. Trời ơi, và vải hai biên xịn luôn. Chị nào lấy cái này màu gì không biết. Màu này là màu gì ta? Màu đẹp đi. Cứ lên màu đẹp luôn dùng Nguyên đi và không biết màu gì hết. Ok mà. Xám cho chị Thu Ngọc hồi nãy kìa. Xám hồi nãy chỉ có CL thôi. Thu Ngọc có rồi đúng không? Thì em mình lấy cái này lên màu đẹp luôn dùng đi. Không biết là sai gì. Cho chị Phúc nhặt và Phúc sẽ ép. Trời ơi phôm này. Mà ở trong hẳn con quần đùi nữa đấy. Nên là hơi cộp, nhìn hơi cộp xíu. Đây kéo con quần đùi xuống xíu đi. Nghe không, mang con quần đùi nó đẹp hơn. Phôm nó sẽ đẹp hơn. Rồi chị nào lấy cái này lên cho mã màu đẹp luôn dùng nguyên 69.000 màu đẹp à, màu nguyên mặt sẽ ép cho chị Bảo Lam Dương. Chị Xuân Thu thì cỡ bằng em, chị Xuân Thu hề. Xuân Thu sẽ ép luôn đi. Xuân Thu sẽ ép. Xe mờ màu đen không có chị ơi. Xuân Thu sẽ ép. Đẹp lắm chị em mình ơi. Con này nó thực sự luôn đó. Còn này ai chưa có cái này lên luôn, những mã này là mã màu đẹp chứ. Còn bộ phong này phong chính cắt. S đẹp rồi. Mời cho chị may cỏ. Mời cho chị may cỏ, phong quần đẹp lắm, lưng cao. Mời cho may cỏ. Lấy XL cho chị Kim Anh. XL vừa. Rồi ai chưa có màu này lên. Không mua những con này tiếp lắm. Hồi nãy mà đi thay ra mang hẳn cho trẻ ở này nhìn nó phong nó sẽ đẹp hơn. Để tối mang hẳn một con quần này không rồi xong mang với thiết cái áo kiểu nữa lên cực kỳ đẹp nhá. Rồi ai chưa có này lên chuột mã màu đẹp luôn dùng đi. Không có chị ơi, không có nha chị Ngân nhá. Rồi còn ai chưa nữa Huyền. Còn là một kem đúng không, một kem còn một kem. Rồi qua mã nhá.
Chị nào chưa có cái này lên, kem này phôm dài. Kem này là phôm dài nha chị em mình ơi. Trời ơi. Nguyên nói là chị em mình đi mai. À cho Nguyên luôn mấy con quần đuổi luôn hiền, lên luôn mấy con quần đuổi nữa rồi Nguyên. Đi mai tiền công mai. Trăm mốt chưa hẳn lên được cái con quần đẹp như thế này. Nguyên nói thật sự luôn. Ờ khoan sẵn đi, tối lai cũng được. Tối lai cũng được, tối mang hẳn lên. Không mang con quần đuổi cho nó đẹp. Nguyên nói là chị em mình đi tiền công mai 101 chưa hẳn nó lên được con quần đẹp như thế này. Có thể đi sửa tới sửa lui đấy. Đây chị em mình đẹp lắm luôn. Rồi lên mã này là mã kem. Kem nhá, chị nào lấy kem lên kem. Kem này phôm dài. Kem này phải nhích xa đi. Cái riêng cái phôm dài này là nó nhỏ hơn. Cái này phải nhích lên C1. Cái phông chính tắc nó rộng hơn. Cho Nguyên kem CM đi. Mang kem CM. Rồi lên mã này nữa rồi Ngân nhé chị em mình ơi. Lên rồi qua cho chị em mình mã khác nhé. Xong mã này nữa là Ngân. Trời ơi phải 2 biên. Rồi chốt lên mã kem luôn. Dùng Nguyên kèm size. Kem này có size gì đấy? Thế riêng cái này chị em mình nhích size lên, hai mang CS rồi chính nhích lên CM. Còn chị em mình tầm 40 mấy ký thì vẫn mang CS nha. Còn chị em mình toàn một cái này chị em mình nhích size lên cái mã này. Đây. Rồi lên những mã tặng kem, đây phong quần này chị em mình. Nhìn đẹp chưa? Đứng phong quần cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Cái này mang đôi giày cao cao nữa lên đẹp nhá. Mua lên luôn chị em mình con này luôn. Chị nào lấy cái này lên cho mã kem kèm size. Kem kèm size. Kem CM cho Yến Lu Kim rồi. Kem M cho Yến Lu Kim. Rồi ai lấy kem lên kem luôn dùng nhé, con quần đẹp lắm luôn. Nhưng mà ở trong tặng con quần nữa. Giá con lên chị em mình con này 69k. Rẻ. Mới nói là rẻ, bao rẻ luôn. Rồi ai lấy kem lên kem luôn dùng nguyên nhé. 40, ở quay 69.000 kem. Rồi qua mã nha. Qua nha, tương tác với chị em mình ơi. Lên xíu nữa nha. Dạ. Rồi qua mã. Vàng với xanh ngọc thế đấy. Rồi cái nào Nguyên còn bao nhiêu con lên tặng luôn cho trẻ mình luôn nè. Tới 60 độ về. 60 độ về. Chắc của nó là cốt tông tàu nha. Lên luôn giúp Nguyên cái mã này. Comment mã này là mã 20. Cốt 20 màu xanh cốm, chị nào lấy xanh cốm lên xanh cốm. Xanh 60 đổ về là trẻ mình chốt ok. Trời, 20k. Lên mã cốm 20 nhé, chị nào lấy cốm 20 lên cốm 20 nhé. Nó tương tác lên luôn dùng nguyên trẻ mình thôi. Để chia sẻ phát nữa rồi. Để lên hết cái mấy cái mã hàng lẻ này nữa là ngưng nhé. Rồi chốt lên mã này là mã tặng 20k luôn dùng nguyên nha. Size 60 đổ về là trẻ mình chốt đẹp. Lên mã 20 giúp Nguyên nhá. Chị nào lấy mã 20 chốt lên mã 20. Chị thấy 3 chấm chưa? 3 chấm chưa có lên không? Không thấy. Bên này nó không nhảy comment nữa rồi. Lên luôn dựng mã cốm 20k. Chị nào lấy cốm lên cốm luôn dùng nha. Còn cốm và một cam 20k chị em mình nghĩ đi ra mua một con áo thun. Mà thun có tông nha. Thun có tông tàu. Bán tặng cho chị em mình 20k. Giờ không thấy được. Giờ không thấy được comment. Rồi nha, chị nào lấy cái này lên chung mã 20k. Có
xanh cốn và màu cam. Cái này bao rẻ luôn, bao rẻ luôn, trơn dễ mang nhá, trơn rất là dễ mang luôn. Chị nào lấy cái này lên chung mã cốn hoặc là màu cam luôn dùng em nhá. Quần đẹp quá hết rồi, cam. Chị Hậu tối chút túi vàng. Túi vàng là cái nào ta? Để em coi thử. Cam. Cam cho Trang Lê kìa má. Cốn cho Minh Hiếu, cốn hình Hồng Nhung. Kỳ cho Trang Lê đã. Đó là người tốt rồi đó. Minh Hiếu nè. Hình Hồng Nhung à. Cam cho chị. Chị hình Hồng Nhung là cam. Và nồng nhung cam nè. Cam thì vậy, nhung Lê Thị này. Nhung Lê Thị cam luôn. Rồi còn một xanh cuốn, xanh cốm, ba lỗ vàng. Cam hết nhá. Cam hết nhá chị em mình ơi. Cho chị Trần Phương Thảo. Ba lỗ vàng sau lưng ba. Cam đó cho chị Nhung Lê Thị rồi. Cam hết nha. Quần còn, chị cho em xem lại cái quần. Không chị ơi, em không quay lại nữa nhé. Em không quay lại nữa chị ơi, em qua mã rồi thôi, không quay lại nha chị em mình ơi. Không lượt lại nữa chị em mình nha. Hồi chị em mình coi like, chị em mình lượt lại like chị em mình coi, chứ mình không quay ngược lại nữa đâu. Rồi cái này còn ngoài chi đâu, Huyền Trong cái góc nó còn ngoài chi chân lên luôn, tặng 20k luôn cho nó xong. Cái mã áo trơn này nè, không có tông nè. Rồi còn màu xanh cốm, chị nào lấy xanh cốm. Cam hết rồi chị ơi, hết cam rồi. Như còn màu xám nữa nhỉ. Cam bỏ ra cho chị Minh Phương Lương. Ủa thế ba ghi Nhung Lê Thị chưa? Minh Phương Lương. Có Liên Kim. Rồi lên nuôi dưỡng mã này là mã xanh lá. Còn xanh lá xám và màu xanh này là xanh xanh đậm. Nha, giá 20k luôn. Ráng chia sẻ lên luôn dùng nguyên tí như vậy mà nó. Rồi chốt lên luôn dưỡng mã 26. 26 và 20 màu xanh đậm. 20k con quá rẻ luôn. Đây là chị em mình tranh thủ mà phát. Đây chị em mình nè. Chốt mã 26. 20 xanh đậm. Trời ơi, xe này 60 chị em vẫn mau ok. Tắt mỗi màu mỗi con. Chị em mình mua giờ mua 4 con mà chị em mình đi ra ngồi mua con chứ mấy. Xanh đậm với xám cho chị Kiều Anh. Hết rồi, hết CM rồi. Xanh đậm với xám chị Kiều Anh 2 con à, 20k con. Trời ơi, rẻ rẻ sạch. 20 xanh đậm cho chị Phương Nguyễn Ngồn. Xanh đậm cho Phương Nguyễn Ngồn. Phương Nguyễn Ngồi. Xám cho chị Trang Lê. Trang Lê xanh. Xám cho Trang Lê xanh giá 20 luôn. Trang Lê xanh. Rồi nhá, ai chưa có thì lên luôn dùng đi. Xanh đậm cho chị Phạm Ngọc Hiếu. Xanh đậm Phạm Ngọc Hiếu. Xám với xanh cốm cho chị Phương Nguyễn hai người. Phương Nguyễn hai người. Phương Nguyễn hai người nè ba. Xanh đậm xám cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Xanh đậm. Xanh đậm xám cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Với xám luôn hiện cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Xanh đậm cho cô Liên Kim. Cô Liên Kim. Xám cho Phong Lan Huỳnh Hồng Nhung nha. Xám cho Phong Lan đó. Xanh đậm cho Trần Phương Thảo kính. Xanh đậm cho Phương Ly. Phương Ly. Rồi ai chưa có lên. Xám còn không? Xám cho Cỏ Cũ. Xanh đậm cho Trang Lê. Xanh đậm cho Trang Lê. Xanh đậm xanh cốm cho Thu Hà. Tự nhiên cái người Đặng Thị Họa My lâu lâu cái vô cái chi rứa
coi like thì không coi, xuyên suốt lâu lâu người ta cái chi rước biết cái chi trời. Cho chị Thu Hà, Thu Hà cốm cho chị Thị Hương Hồ, cốm Thị Hương Hồ 20, Thị Hương Hồ 20 rồi qua nhá. Nhưng còn xanh chuối, xanh chuối, xanh cốm, hết cam còn xám không? Xám nữa 20k, trời ơi rẻ một cái này gọi là rẻ sản luôn. Có một cái màu xanh đậm, xanh đậm nè, xanh cốm nè, xanh chuối nè, xám giá 20k luôn, lên gọn luôn cái vậy em hình. Trời ơi, 20k con hả, tiền công may ở đâu và tiền vải ở đâu? À, xanh đậm cho chị Song Mai, xanh đậm cho Song Mai rồi, ai chưa có thì lên nhá. Con ngủ à, con ngủ thôi, ngủ luôn với con đi. Xanh đậm còn không cho chị Đặng Thị Họ Mi cái, Đặng Thị Họ Mi cái xanh đậm nữa, xanh đậm cho chị Nguyệt Phạm, Đặng Thị Họ Mi, Nguyệt Phạm, Nguyệt Phạm. Áo kiểu hả? Áo thun kiểu hay áo gì vậy? Chị Nguyệt Phạm hết rồi, chị Nguyệt Phạm nhá. Hết mã 20 rồi. Cầm mấy cặp cái gì? Đấy. Rồi lên mã 20 đen luôn, còn cọc màu đen. Tặng 20 đen nha. Chị nào lấy mã này lên cho mã tặng 20 đen luôn chị. Chị mình cứ đi dạo quanh khắp Facebook đi, cứ nhận con hàng này về đi. Nhận con hàng 20.000 của nhà Nguyên về đi. Không ai bán được luôn, Nguyên đảm bảo một điều là không ai bán được giá 20.000 luôn. Không chị ơi, em không lên quần thêm đâu chị ơi. Lên chậm lắm. Chậm lắm. Rồi lên luôn dùng mã 20 đen, xây 60 đổ về. Toàn bộ là không có tông tàu nhé. 20 đen xây 60 đổ về. Ai lấy 20 đen lên mã 20 đen luôn dùng Nguyên. Comment đen cho chị à. Cho chị xong mai 5 cái quần chip. Xong mai 5 quần 3 cái dây rồi xíu là bảo vệ cũng được. Rồi cho chị xong mai đen. Xong mai đen 20k. Bộ em mặc còn chị ơi. Còn màu khác, còn màu khác rồi lên mã 20 đen. Chị nào lấy 20 đen lên 20 đen giúp Nguyên nhé. 20 màu đen, ai lấy 20 màu đen lên 20 màu đen. Size này là size dành cho chị em mình 60 đổ về là chị em mình chốt đẹp nha. Nó là bao giá luôn với giá 20. 20 cho chị Trang lên một con. Trang lên một con này ba. Cho chị Phương Nguyễn ngồi con. Phương Nguyễn ngồi con. Cho chị Nhung Lê Thị con. Nhung Lê Thị con. Cho chị Ngốc Trần con. Rồi ai chưa có thì lên mã đen 20 luôn dùng. Chút lên đen 20 luôn. Không chị nào lấy đen 20 lên đen 20 luôn dùng. Cái này còn bao nhiêu con tặng nó luôn cho dễ làm luôn. Đây cho chị Nguyệt Phạm. Đây cho chị Trần Phương Thảo. Nguyệt Phạm, Trần Phương Thảo. Rồi ok, ai chưa có đen lên đen dùng đi nhé. 20k nó rất là rẻ. Nó thật sự là rất là rẻ luôn chứ không phải là rẻ đâu. Còn một con xếp lời. Xây 62 đổ vẹn có một con. Lên mã 18 luôn. Đang cho cỏ cứu. Đang cho Đặng Thị Họ Mi có rồi đúng không? Cỏ cứu này. Cỏ cứu này. Rồi lên cho mã tặng Nam. Đặng Thị Họ Mi. Rồi cảm ơn em đang dùng mã này là mã tặng Nam con xe XL này, xe 62 đổ về có đúng một con thôi. Chút mã 18 XL. Lên mã 18k xe XL. Ai lấy mã 18 lên mã 18 xe XL giúp Nguyên nha. Trời ơi. 18k con này hàng thun lạnh nhá. Hàng thun lạnh, có dáng 4 chiều và toàn bộ là ép văn nổi. Chút lên mã 18, 20 đen cái gì xong mai. 20 đen thì xong mai. Chút mã 18, 18 cho Yến Nô Kim. Yến Nô Kim. Cái nào Nguyên đọc tên rồi thôi chị em mình đừng có chốt lại nhé. Không bao chút đi xíu nữa. Rồi nhá, lên chút mã 18. Xay 57 quay đầu đây là 18 con. Rồi lên luôn dưỡng này. Thì đặt đi.
Đặt cái tê ô em bữa chị ngăn đặt đấy. Không biết. Trời ơi, chị em nhìn vô nguyên đi. Toàn bộ nó ép văng nổi văng chìm hết cái này nè. Và coi dạng này, coi dạng 4 kiều nguyên toàn luôn, sai cho những anh nam nào 57kg quay đào cao 60 lên. Nhưng mà chị nào đang có đơn thì chốt nhé, chứ mắc công 18.000. Mắc công, rất là mắc công nha. Đem hết rồi. Không, em hết sạch 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 rồi. Nên là lên bán tặng luôn chị em mình 18k size L. Nguyên nói là không có cái gì mà người ta bán chị em mình. Riêng con áo thun nè, hàng thun lạnh. Mua con này xong bán tặng cho chị em mình. À, cho lên cái mã quần nó tặng 25k luôn nè. Mã quần đùi nam ấy, tên 65 đổ về. Tặng 25k luôn cho nó gọn. Đang 20 cho chị Hiền Liên Nguyễn. Hai cái này cho chị Yến Ngọc Kim thêm 2 này. Like mà mừng lắm sang. Yến Ngọc Kim 2 này. Rồi bỏ trong nguyên một con thôi. Bỏ nguyên một con. Yến Ngọc Kim thêm 2 này. À, 18 cho chị cỏ cứu này. 18 cỏ cứu này. Có chị ơi, áo chống nắng của nam của em là hàng hai lớp cỏ cứu này. 18 cho sang sang. 18 sang sang. Cỏ cứu sang sang. L ok rồi. Cho chị áo dài lên. Chia sẻ lên luôn giùm em nhé. Áo dài lên. Cho chị Trang Lê. Trang Lê kính này. Trang Lê kính này. Sáng cho chị Đào Nguyễn CL này. 18k Đào Nguyễn CL. À, sang sang có rồi. 60 không vừa. Phan Thương. Từ gì làm trên kệ sao nào? Cho hàng nhà em trên kệ rất là nhiều. Bao nhiêu kệ mà. Ba lỗ nam em hết rồi. Bao nhiêu kệ biết bao nhiêu đồ. Áo khoác tùm lum đủ thứ hết. Nhà Nguyên cực kỳ nhiều đồ. Đồ bộ áo khoác áo thun. Rồi nhá. Chị nào chưa có lên luôn dùng Nguyên. Comment lên luôn những mã này là mã tặng nam 18k. Tặng nam 18k. Ai lấy mã tặng nam lên mã tặng nam 18k luôn dùng Nguyên nhé. 18k. 18 cho chị Lời Hồ Thị. Cho chị Cát Tường. Lời Hồ Thị và Cát Tường 18k. Cho chị Huyền Liên Nguyễn nữa là hết. Huyền Liên Nguyễn nữa là hết. Hết mã 18 nhé. Rồi lên luôn cho mã tặng quần nam. Cái này sẽ 65 đổ về. Con này không phải là quần dùng. Cái này là thun nha. Hơi giống thun lạnh. Người ta may rất là kỹ luôn. Hơi giống thun lạnh đây. Đã mua những con này, mix con quần. Hoặc là đã sẵn mua những nguyên nhà nguyên những con áo ba lỗ với giá 20-25 nghìn. Phát luôn cái này thành xét. Con này dạng giống thun lạnh. Nhưng mà dài nhớ chị em mà nói. Hai bên của nó đều có khóa kéo nè. Chán hết chị Phương Nghi ơi. Chị ơi không có xây mờ đâu. Bỏ chị Phương Nghi đi. Chị Huyền Liên Nguyễn thì coi like kỹ luôn giùm em. Hồi nãy cái mã hồi nãy là CL. Coi like kỹ nha, không kìa bữa sau chị chốt CM mà sau bữa CL, nãy giờ em like toàn CL thôi. Bỏ chị Phương Nghi đi. Coi like kỹ với chị em mình ơi, chốt cho kỹ cho chuẩn dùng nguyên này. Rồi chốt lên mã này. Lên luôn dựng mã tặng nam 25k nốt luôn. Chị em mình nghĩ tiền công may ở đâu và tiền vải ở đâu, con này giống thun lạnh nhưng mà dài. Nha, toàn bộ may chằng đè hết nè chị em mình. Hàng may rất là kỹ nhá. Lên chốt lên mã này là mã tặng 25k nốt luôn. Phát mấy con thì phát. Chốt lên mã quần nam 25. Lên mã quần nam 25 luôn dùng nguyên nhá. Mã này ghi lại sợi xíu bóc sao. Còn ít, còn tầm khoảng 20 con cho mã này. Nha, lên mã tặng quần nam 25.000 con. Chị nào chưa có mã quần nam lên mã quần nam. Cái mã quần đuổi này còn mấy con. Quần đuổi này vẫn còn vài con. Quần nam ba ghi lại đây rồi xíu bóc. Quần nam 25k lên kèm. Chị Đặng Thị Hoàng Huy kiếm đô kim. Chị em mình nếu lấy 2 con thì lên 2 con luôn dùng nguyên nhé. 25k con. Lên combo mua 3 con, 5 con, 7 con về mang cho nó sướng đời ra. Cái quần mà chỉ có 25.000. Em nói thật sự luôn, nó quá là rẻ đi. Xe 65 đổ về. 65 đổ về là chị em mình chút đẹp. Rồi lên cọc này nữa là ngưng luôn. Lên hết cái mã này nữa là ngưng nghe chị em mình. Em bỏ ra rồi chị ơi. Coi like chốt chuẩn vô giùm em nha. Không lại bị nhầm sai rồi kêu là chị chốt sai này gửi sai khác. Mà trong khi Nguyên chỉ có like chỉ có một CL. Ok 25k. Lên số lượng cá luôn dùng Nguyên nhé. Thật sự là nó quá là rẻ đi. Mua mấy con về để dành cho chồng cho con mà. 65kg đổ về là chốt được chị ơi. Cho chị Trần Mai thêm cá cho những gì. Áo toàn còn nhé.
chị Trần Mai cả. Rồi nguyên qua cái mã quần nam, chị đang chưa có quần nam thì cứ lên quần nam luôn Nguyên nhé. Ai chưa có mã quần nam thì cứ lên cái mã quần nam luôn giúp Nguyên. Ba ba nghìn chị ơi, ba ba nghìn nhá, ba ba nghìn. Quần nam cho Kiều Anh, cho Cỏ Cú. Rồi qua. Con này nó thật sự là siêu đẹp luôn. Con còn từng ngày con. Size L là size 60 đổ về. Còn được 3 con. Con này chắc của nó là dòng đuổi xước nha, bo ống. Bo ống và phối lưới này nè. Đẹp cực kỳ, cái này chị em mình mua bèo nhất người ta rồi rẻ, người ta bán chị em được 80.000 con. Thật sự luôn. Rẻ nhất là 80.000 một con, phía bên của nó là phối lưới size L luôn dùng nha. Phối lưới nhưng mà xuống tới chỗ nào ấy, còn ở trên này người ta đã lót rồi. Rồi lên luôn dùng cái mã này, chị cái quần nó lại dùng. Vừa không? Hay là để năm cái kia thôi. Cái này vừa không? Con cái đây tự nhiên ông ngộn lắm mình lắp theo. Rồi lên chân mã quần nam size 70kg. Trời ơi, size L 70kg, hàng này 245. Đẹp lắm chị em mình không nha. Cảm ơn mã quần nam 59k 2XL. Chốt mã 2XL quần nam. Rồi cái này có 3 con, lên mã tặng 45k size L 45k nhá. Quần nam 25 rồi đúng không? Chị nào lấy quần nam 59k lên. Ok, chị Bảo Lâm Dương rồi, xong mai có rồi Phương Nghi rồi, Nguyễn Phượng rồi. Chốt lên luôn giúp Nguyên cái mã này. Cảm ơn mã 45 hết lời thì Đặng Thị Họa My. Cái mà mình sợ mới bỏ xuống thì Đặng Thị Họa My. Không chín nhỉ. Thôi cứ like đi. Cứ like đi, cứ chốt lên cũng được bao nhiêu chứ. Chốt xong dùng đơn hết rồi báo chị rồi. Ok rồi chị ơi, ok chị có may nhá. Rồi chốt lên luôn dựng mã này 45k còn khoảng 50 tiêu là ngưng nhá. Ngưng lại nhà 50 tiêu là ngưng. Trời ơi chị em mình nhìn cái con đổi xước này dùng nguyên size 60 đổ về. Toàn bộ bo và phối lưới hai bên 45k giá này nhà Nguyên bán nè. Chị em mình mua bèo nhá, cái này shop nó bán chị em 7989.000 con. Đấy, lên bán tặng 45k, còn được 3 con size L màu kem và một con size L màu trắng. Đây trắng này có con thôi. Lên mã 45k nhé. Thì nào lấy màu nào xước màu đó luôn dùng nguyên tổng rồi. Chắc của nó là đuổi xước nhé. Đuổi xước ống bo. Được chưa? Đuổi xước ống bo, chị nào chưa có thì lên luôn dùng nguyên. Còn được 4 con size L. Giá con lên luôn chị em mình là 45k. 45 size L nè. Kem size L là gì trời? Kem size L không có. Cho chị Phương Thảo Nguyễn cái này. Phương Thảo Nguyễn cái này. Thu Hà cái này. Thu Hà cái này. Rồi còn một cái thôi. Còn một cái thôi. Cho chị Phạm Hiền Vi. Loại nào á chị Hồng Phụng ơi, loại nào? Một kem hết. Quần bo ống. Quần bo ống đó chị ơi. Rồi còn trắng thôi. 50kg từ chị em lên từ size đây, em lên từng size nha. Trắng con XL size 60 nè. Nó đẹp lắm luôn á chị em mình ơi. Chị em mình nhìn cái phần lưới này. Này tới đây nè, lưới bắt đầu toàn bộ trên này có lót á nhá. Dưới này nè là không lót nha, đẹp lắm luôn. Chị nào lấy cái này lên chân mã là XL trắng một con. Nguyên lên luôn chị em mình 45k XL trắng một con nhá, một kem rồi. XL trắng một con, chị nào lấy XL trắng lấy XL trắng luôn dùng Nguyên nhá. XL trắng. Mắt dặn ngố thì có bộ bộ ngố thôi chứ cái gì nữa đâu. Rồi xe 52 quay đầu. Lên mã M. M được 3 con, một màu đậm, một màu nhạt và một màu trắng. Mã này thì đã lên rồi nên là còn lẻ tẻ rồi từng này thôi. Rồi lên luôn những mã này. Chốt lên luôn những mã này là mã M. Comment lên mã M 45k đừng nguyên nhá, kèm luôn dùng nguyên cái màu màu đậm, màu nhạt và màu trắng, ba tông màu. Xe M dùng nguyên. M là 52 ký quay đầu là trẻ mình chốt ok. Trắng XL cho chị Kim Anh. Kim Anh. Đấy đây ba, trắng XL. Rồi lên chung mã M. M trẻ và 52 quay đầu vẫn còn có 3 màu thôi. Màu trắng, màu đậm, màu nhạt, 3 con. Thì sao vậy kiếm thêm mấy con sao chưa đó vậy? Cái L à? Rồi xin L. Rồi 52 quay đầu chị nào lấy M lên M luôn dùng 45. M 45. M kem cho chị Huỳnh Hồng Nhung. Không có màu đen, quần màu đen này quần nam. Huỳnh Hồng Nhung. Huỳnh Hồng Nhung rồi còn hai con 10.
cho chị Thúy Hương Hồn, rồi còn trắng. Còn trắng. Còn một trắng thôi, M còn một trắng rồi xây lờ dùng nguyên. Cho chị em mình 55 quay đầu. Chị nào cao lên 57. 55 và cao 57, chị nào lấy L lên L dùng nguyên nhé. Nãy giờ bao nhiêu chị chút là không có thì lên L luôn dùng nguyên với giá là 45k con. Hai cái màu kem mà. Chị ơi chị cọ cứu ơi. Màu nó sát nhau thôi, chẳng qua nguyên đọc như thôi, sát nhau rồi. Hết M rồi, quần 25 cho chị Nguyễn Phượng rồi ok nè. Lửng hai dài, quần dài ống bo chị. Quần dài ống bo nhé. Quần dài ống bo. Còn màu trắng size M, còn toàn bộ cái này là size L. Nguyên lên luôn chị em là 45.000. 45 trắng cho chị xong mai. Rồi, chốt lên mã L. L có từng này con, thôi màu này nó ná giống nhau. Chị em mình mà chồng kỹ quá chịu luôn á. Đây nè, nó không có chen nhau nhiều đâu chị em mình ơi. Không có chen nhau nhiều, chị nào ok chốt nha. Ở đâu còn không sao rồi. Không chen nhau nhiều. Chị nào lấy cái này lên chung mã L 45, quần 52XL. Không có chị ơi, không có như gì Phạm Hiền Vy ơi. Rồi lên chung mã L, không có lửng. Á, à, lửng còn, còn mã quần sung này. Có quần sung lửng này. Mã này có quần sung lửng. Quần dài với chị em mình ơi, bo như thế này là 45.000. Con này bao rẻ luôn. Nha, chị nào lấy L lên L gì nguyên nhé. Nhiều chị bảo lấy hai con hai màu mà không có số ký nên không biết đường một chút. 45k con này bao rẻ luôn, chị nào chưa có thì lên. Ai chưa có cái mã này lên luôn dùng mã 45k CL nhé. CL 55 và chị nào cao 57kg, bạn mau ok luôn dùng nguyên. Chúc bạn 45. 45L đấy, hồi nãy giờ bao nhiêu chị hỏi L, chúc L luôn dùng nguyên. Bỏ lại dùng nguyên. Thế? Ý hôm bữa chị ngăn chị keo nó là không biết là thế chi. Sữa chua à? Phun thạch à? L kem cho Tiên Lê. Sống chơi, sống này. Uống liền. Thế, uống à. Chúng chi. Áo cam trên bàn. Áo ba lỗ. Kêu hỏi chị đi. Mà trắng rồi không? Hết trắng rồi. Trời ơi, mãi đây là một mã quần còn sớ hàng Quảng Châu. Quần sớ hàng Quảng Châu màu trắng nhá. Lên bán tặng luôn chị em mình 39k luôn. Sao chị em mình 52 quay đầu. Quần sớ nha, bằng bán tặng luôn chị em mình là bằng con quần đùi, bằng con quần ngối 39.000 luôn. Chị nào lấy cái này lên chân mã sớ dài màu trắng. Sớ dài màu trắng nhá. Ngắn chị ơi, màu trắng em hết rồi. Xô cũng được, nguyên ly nè. 39 cho Hồng Phụ. Cái này mình còn quần ngối nữa Hiền nè. Đặt đi vô. Còn quần ngố màu hồng Huyền. Không có chị Yến Ngô Kinh đâu, không có sớ đen đâu. Cái này còn bao nhiêu con màu hồng lên kìa. Hồng kem. Hồng kem, nói chung là được từng này con. Được từng này con thôi nè. Hồng và kem. Ngon lắm xả. Uống thử đi, ngon lắm. Còn lĩnh lự. Cái quần này thật sự là mang như chị em không ăn quần luôn. Nó thiệt sự ở nhà tưng luôn mấy chị em mình ơi. Size 60 chị em mình vẫn mang ok. Sợ chị em mình cái này chị em mình mix với ba lỗ này. Áo ba lỗ, áo hai dây rất là đẹp luôn. Mà ở nhà cái này nhẹ nhàng dễ mang. Size 60 vẫn mang ok này chị em mình nhìn này. Được chưa? Rồi lên luôn những mã này là mã sớ luôn dùng nguyên. Dàn quần ngối như thế này. Cái này nhiều chỗ người ta bán order ấy. Bán order không người ta bán cái vẻ mà 69.000, 79.000. Này vẻ mà nhìn cái độ giãn của nó này. Mang đúng kiểu như là không mang đồ luôn. Nguyên còn được từng này con. Rồi lên luôn những mã này là mã ngố luôn dùng nguyên nhé. Ngố, còn từng này con thôi lên gọn nó luôn chị em mình. Và chuẩn là hàng Quảng Châu. Thì 60 đúng mang giống như không mang đồ luôn. Thật sự luôn, chờ cho nguyên con. Hết rồi, thì chờ cho nguyên con nữa đi. Mang con này đúng sướng như không ăn đồ luôn. Rồi lên luôn cho dễ mình luôn, nát luôn dễ mình con này đến 60 bạn mau kia. Đấy con nó hạn như vậy. Hơi nhiều, mấy bữa nay chút đồ hơi nhiều đấy. Rồi lên luôn những mã này tặng 35k nát luôn, còn từ này con. Còn hồng và còn kem. Chuẩn hàng Quảng Châu nha dễ mình ơi. Đây dễ mình nhìn từ tứ tiết nè, còn từ này con. Lên gọn 35.000, gọn nát luôn, xây 60 quay đầu. Chị nào lấy mã 35. Hồng cho chị Hùng Phụng. Hồng Hùng Phụng.
hai con cho chị Thủy tặng. 35.000 con nót luôn, tại vì hết rồi. Thủy tặng. Sướng lắm, y không mang đồ vậy mà nó nhà tưng trời này 60 kg chị em mình mang ok. Quay dạo quần sớm. Thủy tặng hai con. Chị ra mang bít lấy chiều đi đơn chị ơi. Hồng và kem luôn à, kem luôn cho Hồng Phụng luôn. Chị Lê đi đơn nhá. Kem cho chị Bảo Lâm Dương. Kem Bảo Lâm Dương. Quần sinh nhiệt mình có người này. Có cái bao nào còn quần sinh nhiệt không? Cho con lên luôn đi, khoảng 30 cái. Kem kìa. Kem cho chị Bảo Lâm Dương. Hết kem rồi, kem đây cho chị Tiên Lê nữa là hết. Hết kem nhá, hết kem cho chị em rồi nè. Còn Tiên Lê nữa, còn Hồng thôi. Còn Hồng thôi chị em rồi nha. Còn mỗi Hồng thôi. Còn mũi hồng thôi nha quý vị. Đây cho Nguyên, có mấy con này sẽ bỏ lên đây rồi xíu con. Tiên Lê à? Tiên Lê. Còn hồng thôi. Chiều nay đi đơn chị ơi, chiều nay đi đơn. Hồng cho chị Kim Tăng Nguyễn. Kim Tăng Nguyễn cho chị Thủy Tạ này, 33.000 cho chị Thủy Tạ. 33.000 cho chị Thủy Tạ. 33 cho Thủy Tạ. 33 cho chị Thủy Tạ. Vàng phía sau là 33.000, xanh phía sau 33.000, xe 60 đổ về là chị em chút được. Chị nào lấy 33 lên 33, nhưng còn hồng thôi hết kem nhé. Còn hồng hết kem. Thủy Tạ áo nè. Thủy Tạ áo nè, 33.000. Đây nè, mang thử cho em mình màu hồng nè. Toàn bộ hàng xịn còn được 3 con thôi. Cặp ống ngực 36 à. Ngực 36 con không trời. Này chị em mình nhìn cái độ rũ của nó nè. Mang đúng chắc luôn, không mang quần luôn. Y không mang quần luôn, ngại tưng luôn. Đây chị em mình nhìn phôn. Cái nào mà chị em mình mix với áo ba lỗ này, áo hai dây lên cực kỳ đẹp. Nhẹ tên luôn chị em mình ơi. Người ta may dạng cái này người ta không may lai nhé. Cả quần dài như lúc nãy chị em mình thấy cũng không may lai nha. Chị nào lấy cái này lên xuống mã hồng 35 ca gọn. Chị nào lấy hồng 35 lên hồng 35 luôn dùng nha. Kem nguyên hết. Hồng cho chị Tiên Lê. Còn được hai con chị em mình nhìn hàng. Từ túi tiết luôn dùng nguyên này là hàng Quảng Châu. Phải hàng xưởng hàng gia công mà chạy được cho chị em mình giá 35.000. Hàng này người ta order vô là phải là mua dạng chị em mình phải đặt order ấy. Cái này nó thật sự lên lên hình hình mạng hình Quảng Châu nó lung linh lắm luôn ấy. Nó chụp đứng đứng này cực kỳ đẹp luôn. Nó bán 79.000 chị em mình phát luôn mấy con. Bán chị em 35.000. Cái gì? Con cái ấy xem. Ai? Hồng cho chị Kim Tân Nguyễn. Làm chi có sai. Hết sai nha, hết hồng luôn. À cho chị Tiên Lên nữa là hết. Không hết rồi chị ơi. Em hết rồi. Hết rồi. Áo phía sau nguyên 33.000 chị nào chưa có chút. Ê còn cái này màu trắng nè. Ê còn mấy con màu trắng nè. Còn được con màu trắng nữa nè. 33 làm sao còn con màu trắng. Chị nào lấy trắng lên trắng cho Nguyên nhá. 33 còn một con màu trắng đó. Mấy tình yêu ơi. Đây là Hiền mới cột lại hả? Mấy mã môi như Nguyên mang rồi mới cột lại. Ừ. Anh Đà Nẵng bố. Đà Nẵng là trường chi? Tháng 33 thì Tiên Lê. À không, không phải cho chị Trăm Phúc. Tiên Lê. Trăm Phúc lên trước. Mấy bộ 60 kg đi người đẹp à? Cho xem mấy bộ 60 kg à? Bộ lửng hả chị ơi? Đây này chị Hồng Phụng ơi, lấy mấy cái bộ này chị Hồng Phụng nè. Bộ này nó thật sự mang chắc cực kỳ sướng luôn. Thế kinh tế Đà Nẵng nè. Cái thầy cần chị Thi nữa. Cái Thi thi cái gì nữa. Ôi cái này đùi rồi. Ôi đùi rồi nè. 79k đùi. Chị nào lấy đùi xám lên đùi xám. 79k bộ này bộ có tông thái nè. Ai lấy mã đùi xám lên đùi xám luôn dùng nguyên nha. 79k con nè. Lửng từ từ em coi thử nè. Lửng nó trên cái này.
hồng xám, mã này là mã 85. Trừ ví dụ như hoa đuổi lửng không có lửng, không hoa đuổi không có đuổi đâu. Áo quên hoa đuổi không có lửng nha. Bộ chi? Bộ tiết anh à? À bộ tiết anh là chờ em xíu. Cái này là cọc gì ta? A à, chào ơi. Quần này là quần gốt. Trời ơi mã ngầu. Đẹp chưa mấy tình yêu ơi. Nên tặng luôn nó luôn cho chị em mình size 50 quay đầu. Cái này chuẩn U Mì Hàng nha. Con này á, con này là thường hàng quân bán cho chị em mình là 68.000 nè. Quần ngố này bán cho chị em mình 68.000, sao chị em mình 50 quay đầu là chị em mình chút đẹp. Ống bò nha. Đây này 50kg quay đầu size 1. Ngầu chưa? Ngầu chưa? Lên luôn dưỡng mã này là mã ngầu. Ôi trời, túi nó sâu như thế này luôn nè. Chút lên mã ngầu. Ngầu xây mờ, ngầu xây lờ 55 quay đầu. Bán tặng nó luôn cho chị em mình phô quần. Chuẩn cái này là U10 hàng nhá. U10 hàng bán bàn cho chị em mình một con quần đùi, quần đùi luôn. À quên, 49k nó. Nha, chị nào lấy cái này luôn cho mã ngầu xây mờ 52 quay đầu. Xây lờ chị em 55 quay đầu. Hai con xây lờ và một con xây mờ. Lên luôn chị em mình giá 49k. Cái bộ hoa đồ lòng không có. Chị mình một ngày 700 mấy chục người. Tại món cũng dân có hàng năm, có hàng 4, mất té hàng năm, có hàng 6. Chị mình rút cột quá mà. Rồi chị nào lấy ngầu lên ngầu luôn dùng đi nhá, bán tặng 49k luôn. Có chị ơi, đùi từ từ, đùi xám em 63kg hơi bị rộng. Đùi xám 79 cho chị Minh Phương Lương. Đùi xám bỏ xuống rồi, chị Minh Phương Lương. Đây này là xám 60 đổ về. Ngầu xây mờ. Nhiều đây. Ngầu xây mờ, bộ nãy 79. Ngầu xây mờ cho chị Yến Lô Kim. Xây lờ cho chị Kim Loan. Dạ váy sung chị ơi. Váy sung xây 15-16kg. Xây 15-16kg. Rồi chị nào lấy ngầu xây lờ cho chị Sa Nguyễn. Yến Lô Kim à? Yến Lô Kim là xây mờ nhá. Kim Loan. Kim Loan là xây lờ. Rồi thêm con xây lờ cho chị Sa Nguyễn. Thêm xây lờ cho Sa Nguyễn nè. Còn một con xây mờ nữa nè. Xây 52 quay đầu còn một con xây mờ. Ai lấy mờ lên mờ luôn đi nhá. Sa Nguyễn à? Sa Nguyễn. Thì nó quần dài. Chúng cục này cục quần dài rồi. Lên gì lên chứ nó xả cái bánh này ra được rồi. Mới ngày 3 thì là ngày hôm qua. Ngày hôm qua sáng nay chốt đơn là bảo là dịch. À phải dịch chứ chị. Anh Tâm Huỳnh đi lại chi? Ra ngoài xã đi. Về quê à, rồi. Thứ bảy chốt like. Chủ nhật nhà Nguy chốt đơn, bảo về quê rồi không nhận được. Như thế nào chị em mình cứ nghĩ là như thế nào. Bên gặp nhà Nguyên chốt đơn nhà người ta chửi cho ấy, thật sự luôn ấy. Không có ai người thứ bảy người ta like. Chốt đơn xong ngày chủ nhật mà chị em mình nhìn đâu phải ít hàng đâu. Đây nè, đơn này không phải ít hàng nhá. Bảo về quê. Về quê ở luôn trong quê á. Mà đã biết về quê thì thôi đừng có chốt đơn. Không phải là khách mới đâu. Thanh Tâm Huỳnh. Gặp người ta là người ta chửi cho, nói thật sự luôn. Ngào xây mờ cho chị xong mai. Ngào xây mờ ở đâu rồi? Ở đâu mới vừa lai xong? Đây cho chị xong mai. Mua hàng nhiều chị phải văn minh lịch sự xíu nhé. Đúng là cố tình thôi. Mới chị em mình nghĩ đi, mới chốt ngày hôm qua mà đã xác định về quê á, là thì thôi. Còn không là em ơi chị về quê chưa ra nhận được, em giữ đơn cho chị ngày hoặc 2 ngày đi, cọc tiền qua cũng được. Không chị về quê rồi không nhận được hàng xả ra. Thế đặt làm chi ấy? Tất đem tất hôm coi like đặt làm chi ấy? Chơi à? Đây chị này nữa. Chị này thì bảo như thế nào mà xả? Ông ít khi. Tự nhiên nó xả đơn. Đồ bé không nữa. Đồ bé này, bộ này bộ 95k đó chị em mình nè. Size 22 nè. Hôm bữa sale 79. Hôm bữa sale 79 lên luôn cho chị em mình. Cái này 65k luôn. Hả?
65k luôn. Bộ này là hàng nguyên bán 95k, cái này không bao giờ nó điêu, hàng phát 159.000 và size cho bé trai nhà mình 22. Riêng cái áo này không chị em mình mua không có giá 95k, mua nó thật sự luôn. Nguyên set này bán tặng luôn cho chị em mình luôn. 65k set gấu, chị nào lấy set gấu lên set gấu. 65k luôn. Đấy, tiếp luôn dùng nguyên cái này. Size cho bé nhà mình 30kg. Hàng này cũng hàng 95 này. 30kg nhé. Lên luôn cho chị em mình cũng 65k cam. 65k váy cam, chị nào lấy 65 lên 65. Chị nào mà ý định về quê hoặc là đặt chơi thì thôi tránh ra giùm. Lời lãi đâu bao nhiêu, mất công like, mất công chút đơn. Đấy. Chút chơi thì thôi né ra dùng nguyên nha. Bộ vàng cái gì Hồng Nhung lên váy 30kg cũng lên luôn chị em mình 65. Con này là hàng nguyên bán 45k. Bo rít xịn nhá. Lên mã 35 luôn dùng nguyên. Cái quả rít đỏ size 60 quay đầu. Con này 30kg à? 30kg đấy. Như đây. 65 luôn. Cái gái 65 đây nè. Đúng rồi. Càng tiên hồng. Càng tiên hồng có chia sẻ. Phòng phỏng có chia sẻ. Ba coi ai chia sẻ ba chút. Cái chị 35 đỏ cho dạng thì họ mới. Càng thì họ mới. Ba coi ai chia sẻ ba chút. Càng thì họ mới. Rồi lên luôn dùng này. 49k lên luôn chị em mình 39k và size này size 60. Size 2XL. Lên luôn dưỡng mã sung hồng 2XL nhé. Chốt lên luôn cho chị em mình con này luôn. Lên luôn cho chị em mình với giá 39.000. Size 2XL. Chị nào lấy 2XL comment lên 2XL luôn dùng luôn nhé. Rồi comment lên 2XL. Chị nào lấy 2XL chốt 2XL lên giúp Nguyên nhé. Comment lên 2XL. 39k 30 lễ chi chị Hầy. Chốt lên cho chị nào chia sẻ nha. À, sung hồng cho chị. Còn thấy có đơn chưa? Còn thấy là gom trinh trinh vào. Rồi ok. Cái váy nó chiều cho chị Hồng Phụng. Váy 65 nó chiều cho chị Hồng Phụng. Còn thấy vậy. 149k này. Xe 52 quay đầu. Xe 52 quay đầu nhá. Trời ơi, con này mà 49k tranh nhau rồi. Đúng con này tranh nhau không? Hôm bữa có một hai con chứ mấy. Lên mã này là mã 40 đi, chúc mã 40. Comment quần 40, chị nào lấy quần 40 lên quần 40. Chúc lên quần 40, mã này mã 33. Lên giá nào trời. 25k đen. Nãy giờ không có đen với chị em mình. Khoảng sale 25 đen, size 60 đổ về. Lên mã 25 đen, chị nào lấy 25 đen. Lên 25 đen giúp Nguyên nhé. Comment lên 25 đen, size 60 đổ về. Comment lên 25 đen, chị nào lấy 25, like đến 3 giờ nha chị em mình hàng. 25 đen giúp Nguyên nhé, chị nào lấy 25 đen. Lên 25 đen dùng Nguyên, tiếp luôn dùng Nguyên con này. Con này một mã quần hố. Hàng này hàng thường luôn đi luôn cho chị em mình là giá 68 này. Lên mã này là mã 45k luôn, size này dành cho những chị em mình 55kg quay đầu. 55 quay đầu, chốt mã ngố 45. Comment mã ngố 45. Nhiều chị chốt mà dạng chốt chơi lắm, mới chốt nhiều đâu phải chốt ít đâu. Cái mình không, càng kia không chia sẻ không 4, 5 mã. Mình sọt 40 mấy rồi, lên lúc xuống mã ngố 45. Comment mã ngố 45. Tao phải chốt ít tao 5 mã. Đấy. 4 lần cho càng phút. Đấy, vứt xuống rồi sợ. Đây này, mì đây đỏ này nè. Con mì đây đỏ mà nó thật sự bán 49.000. Bây giờ phải xả 49.000 sao vậy em 50 quay đầu thôi. Mì đây đỏ luôn dùng Nguyên nhá. Chắc bao xịn bao đẹp luôn. Lên luôn cho dạy mình con này mã 40. Chút lên mã 40 đây đỏ. Có bán dài à? Có chứ. Ngố em hết rồi. Còn nhá chị Hà Bùi ơi. Tuấn Thái em còn. Tuấn Thái 49 em còn. Đặt chi vô. Có không? Có. Cho con mình một tí xíu. Size S. Size S chốt mã này Nguyên lên luôn cho chị em mình luôn. 40k luôn, con này 49.000 và Nguyên đang không có hàng bán này chị em mình nè. Con này 49.000 và Nguyên đang không có hàng bán nè. Chốt lên mã 40. Chị nào lấy này lên xong mã đùi 40 luôn dùng Nguyên. Đùi 40 hồng. Chị nào lấy đùi hồng 40 lên đùi hồng 40 dùng Nguyên nhé. Size chị em mình 52 quay đầu. Đùi hồng 40. Ngố chốt rồi chị ơi. Hiện tại em có vai gì vậy ta? Giày chiến binh thôi. Còn giày chiến binh.
Rồi chốt lên mã này tiếp luôn, dùng nguyên cái này. Quần bò giấy CS. Quần bò giấy này đang lên luôn chị em, mình hàng công ty là 101 nè. Lên luôn những mã này là mã 95k CS luôn. Bò giấy hàng công ty nhá, chốt mã 95 CS. Chị nào lấy 95 CS lên 95 CS luôn giúp nguyên nhá. Cảm em mã 95 CS. Ai lấy 95 CS chốt nhanh tay luôn dùng nguyên nhá. 95S có một con. Để cái thầm bữa trong phút là cái thầm mon đó thôi. Thế? Trong phút là cái sếp thầm là mon đó. Em gửi cho sếp thầm em phải không? Đâu có chị ơi. Nó về về chứ phải. Quần nó quần về mà. Cái nào? Bữa hê tọc rồi nè. Quần lấy quần đùi này chứ. Cái bữa trong phút là bữa kia là quần về đó. Quần đùi. Quần đùi ở cái quần đấy nè phải không? Ừ. Rồi lên mã tặng nam 29k luôn, size 57 quay đầu. 57 quay đầu, chốt mã tặng nam 29k và size 57 ký quay đầu. Thì nào lấy mã quần nam, chốt mã quần nam 29k và size 57 quay đầu. Lên mã quần nam nha. Chốt lên mã quần nam. Thì nào lấy mã quần nam, lên mã quần nam luôn dùng em nhé. Cái chỗ nào đẩy ra cả. Nó đẩy đơn ok đâu. Nó rộng chỗ hơn. Thì nào lấy mã quần nam. Nào thì cắt tiền cuối live lên được áo khoác nguyên giờ chỉ còn khoác gu thôi, nó lên bán tặng khoác gu hai lớp nhá, chứ còn khoác kia nguyên hết rồi, khoác kia hết rồi, nam hết rồi chị ơi, mới còn khoác gu thôi chứ không còn khoác gì hết. Khoác kia thì là nguyên đã hết rồi, khoác hồi tối sale 69k đã hết rồi, còn khoác gu thôi, ưa thì lên thôi chứ hết rồi. Rồi lên dưỡng mã này, cái này cũng còn size dưới 50 hai con, 39k nó, 39k nó. Ờ, Hương Thái chờ một xíu, để con lên Hương Thái cho. 29 em hết rồi. Haru lấy size gì? Con còn size L thôi đấy, còn một size biển size L ấy. Giá hồi nãy con lên luôn cho chị em mình là tặng 69k đấy. Nhưng mà chốt cho chị nào chia sẻ, cái này còn hai con size 50 quay đầu. Cái này vải xịn luôn cái dẻ mình luôn. 39k nốt luôn. Hàng này bèo dẻ mình mua giá 79k là hàng thường, giá thường rồi. 79k là hàng giá gọi là rẻ nhất rồi, người ta bán dẻ được 79k con nè. Hai kiểu nhá. Thích quần ống bao thì bao lại, thích quần sung thì là bung ra dùng nguyên nhá. Rồi lên cho mã tặng quần caro, vải xịn đẹp. Size 50 52 ký quay đầu, nhầm 50 ký, 50 là chút đẹp. Ok luôn. Ý. Nha, chốt mã quần sọc 39, size 50 quay đầu. Ai lấy mã quần sọc lên quần sọc luôn dùng em nhé. Áo khoác hay lắm, size M thôi. Ê thế cái này không có size M đâu. Hàng mà hàng kia Nguyên vẫn mang là size L, hai size L và XL thôi. Qua rồi hết rồi chị ơi. Rồi lên chung mã sọc 39, có đúng hai con thôi. Sọc cái gì Thái Hòa. Sao nắng bé không cho chị cái. Có đấy chị ơi. Trời ơi, 39k con này ai tranh thủ phát luôn cho nó gọn luôn nè. Này trẻ mà nhìn từ đường kia mũi chỉ luôn, hàng này hàng đẹp nhé trẻ mình ơi. Không phải hàng thô thô thiển thiển đâu. Mà bán 39.000 nhiều khi là trẻ mình sợ hàng xấu. Trẻ mình không dám chốt. Bây giờ còn lẻ sai lẻ số thì bán tặng đấy. 39k con. Ai chưa có thì lên. Ê cái bộ này đang. Bộ này xả à? À, bà này không có thông tin chi? Ủa? Cách đến nhà mà. Bộ hàng hãng dùng nguyên. Bà đổi mà bà cắt hết nát rồi mà đi đổi của người ta thì bó tay luôn rồi. Chưa giặt, mai chưa giặt. Cắt tát mất tiêu rồi nè. Bữa sau mấy bà tới đổi kiểm tra hàng luôn. Nhiều chị kỳ lắm nghe. Đi giặt rồi mà cũng đem tới nhà người ta đuổi. Rất là kỳ luôn. Còn hàng đã cắt tát rồi là sao lại đi đuổi của người ta nữa. Chẳng là nhiều người. Hiện càng 70 ký. Phương Nguyễn nghe đi. Có chị ơi, có. Cấp 3 Phương Nguyễn rồi. Phương Nguyễn nghe thêm người ở cái Ok cho chị Tâm Nguyễn. À Tâm An. Tâm An. Lên cho chị 45k chị Tâm An. Cũng làm chị Tâm An. Bộ này bán tặng luôn chị em mình 50k luôn. Size này chị em mình đến 60-62. Cắt tát rồi chị em mình nhá. Hàng này hàng 280.000. 45k. Chốt mã này mã 50. Bộ hải cho Nguyên.
lên mã hãng 50, chị nào lấy hãng 50 lên. Ok rồi. Ủa chị Hồng Phụng. Ủa chị Hồng Phụng 50. Ủa chị Hồng Phụng 50. Đấy, được, đây đây, đưa xả đây. Đây nha chị nha, màu này nha. Màu này ok nha chị Hiền Trần nha. 149k mua live sale. Có thể có chia sẻ không? 149.000 người ta bán từ hồi nào giờ mà đang đấy. Mà lên đưa có 139.000 nè. Thôi ba. Trời ơi. Cái này không chốt nguyên chốt nha. Xây mờ. Xây mờ. 52 đổ về. Quần dạ nhá. Này lẽ sai lẽ số. Hàng này không phải hàng chị em mình đi mua tiền 150, 180 thì thôi luôn. Trang cũ rồi mới đây. Tiền trang khách cũ. Nè. Đẹp chưa ông mang tặng 3 con quần nè. Lên luôn dưỡng mãi dạ nhá. Tặng 49k xây mờ. Chúc lên mãi dạ Nguyên mang tặng 3 con đấy. Khoác nữ hàng xe 69.000 chỉ có size L với size XL thôi. Không có size M đâu. Chị nào lấy cái này lên cho mã quần dạ khách không chốt nguyên chốt luôn. Size S độ size S nhé. Mang tới tặng 3 con quần trong này luôn. Trời ơi con này đẹp quá. 49.000. Dạ. Rồi tiếp cái đóng quần này. Còn một chân váy này nè, 55k. Size 55 quay đầu. Chân váy dạ luôn. 55 quay đầu xếp ly nha. Chút đây mã này là mã chân váy dạ luôn dùng Nguyễn. Xếp ly dạ hết rồi. Nữ mà giá nữ giá 139.000. Mua like chia sẻ còn 129.000 luôn đi. Chia sẻ còn 129.000. Rồi lên cho mã chân váy 55.000. Chị nào lấy chân váy lên chân váy luôn dùng nguyên 55. Còn một con chân váy 55. Chị nào lấy chân váy 55 chút mã này chân váy 55 luôn dùng nguyên. Chân váy 55. Ít lời em không. Em hết cái chị Thu Hà ơi. Hết rồi. Mình mang size M còn mỗi màu xanh than vậy. Size M thì Nguyên còn mỗi màu xanh than thôi. Không còn màu gì hết. Áo gu hay lớp xây mờ hồng đậm không còn cả hồng đậm nè ở đâu đó. Cái này xây mờ à xây mờ tới như này có đang chắc thấy nên xây như luôn à thì về chắc trà ơi đứa hôm bữa khác hỏi xin lỗi xây mờ này mã này mua trên like chia sẻ còn 129k luôn. Ok đây còn màu xanh của Việt nè, màu ghi nè, xanh nhạt nè, hồng đậm. Chia sẻ trên like còn 129k nhá. Hồng đậm dù nguyên nè, xanh nhạt nè, xanh nhỏ nhất nè, màu ghi nè và màu xanh của Việt đấy. Mua trên live chia sẻ còn 129k một con. Chia sẻ với Haru nha. Chia sẻ là còn 129k. Ok. Không có màu đen chị ơi. Có màu xanh đen gì nhá. Không có màu đen đâu. Hàng như em toàn bộ không có màu đen. Rồi tiếp lên luôn cho em mình mã bộ này bán tặng cho em 79k. 79k. Size L. Size S này. Size S tộc này size S rồi. Lên tặng 79k, size dành cho chị em mình 52 quay đầu. Hàng này chuẩn hàng thiết kế luôn. Thôi ba đi đánh đơn đi. Đánh đơn đi đó. Lên xíu nữa rồi. Đánh đơn đi. Chào ơi. Lên nha, lên luôn chị em mình mã này.
Size này dành cho chị em mình 50-52kg về. Chọn hàng thiết kế nha. Hàng này xịn sò luôn chị em mình. Cái nào mình cần size S với size L thôi. Được 3 bộ size L, size L chị em mình lấy 60. Size S dành cho những chị em mình 50-52kg về nha. Lên luôn cho chị em mình 79k bộ. Ai chưa có thì tranh thủ lên luôn dùng nguyên nhé. Chị nào lấy cái này luôn cho mãi dai tim. Nó xong mãi này ngưng như chị em mình nhé. Xong mãi này ngưng nhé. Mình chị em mình lại số ra số. Chốt lên luôn dùng nguyên mã này. Comment mã này là mã dây kèm size luôn dùng nguyên. Chốt mã dây kèm size nhé. Size S với size L thôi. Haru không chia sẻ thì là vẫn giá bình thường nha. Chị Huệ Kim không chia sẻ cũng lên giá bình thường 139.000 cho chị Phượng Trần. S79 cho chị Phượng Trần. S79 cho chị Phượng Trần. Phượng Trần 79. Xanh ngọc không có. Xanh nhạt thôi. Phượng Trần 79. Chỉ có xanh nhạt nè. Xanh nhạt, xanh coban nè, hồng đậm nè. Xanh tha, không có xanh ngọc nhé. Đúng rồi chị ơi, Facebook của em là Hạ Nguyên đấy. Bộ trên bàn em đang lên đây chị ơi. Thay lời cho chị Đặng Thị Họ My. Lời Đặng Thị Họ My 79. Đặng Thị Họ My 79. Haru chọn loại màu nhé. Chọn màu hồng đậm với màu gì Haru ơi? 129 cái Haru. Okay, hiện tại em không nhận đơn khách tới nhà lấy nha. Tan dịch giả này là hạn chế tới nhà lấy đi chị em mình ơi, để người ta ship tới cho nhà cho nó khỏe. Ok cho Haru cái này. Rồi thân ngưng ra like chị em mình nè. Không tắt like nhé. Hàng chị em mình like tối đi, like sớm chứ. Nha. Ừ bỏ xây mờ đấy, xây nhỏ nhất là xây mờ đấy. Thì chốt không cũng gửi về chứ giờ đâu có về quê được đâu. Hồng nhạc không có. Không có hồng nhạc ấy ơi. Bộ trên bàn này là bộ lửng. Bộ này bộ 85. Bộ lửng bộ 85 nhá. Không có hồng nhạc. Bộ lửng 85 cho 60 độ về. Ai lấy lửng lên lửng 85k. Bộ này lửng thái này. Không có tông thái. Đây chị Phượng Trần lấy thì chốt 85.000. Quất tông thái. Rồi nha, Hương Ngân like cho chị em mình ơi. Thằng chị em mình tối nay sớm nè. Dùng ngưng cái đã. Chị chút đơn. Đồ bộ đấy chị Thủy Tạo ơi, đồ bộ đấy. Đồ 79.000 mà tim. Đẹp lắm, cái này là hàng thiết kế nè. Chuẩn hàng thiết kế luôn, hàng này người ta đang cho xỉ 125.000 nè. Nha, chị thấy thì lấy bộ này, bộ 2 dây. Bộ 2 dây. Rồi, Nguyên Ngân like nhé chị em mình nhé. Quần sọt á, quần sọt nữ sợ không ấy. Khác pin rồi à. Sọt nữ thì em biết. Rồi. Rồi, bye bye chị em mình luôn nhé. À, quần sọt riêng em hết rồi. Đây chị Thủy Tạ ơi. Quần sọt riêng em hết rồi. 79.000 nha. Bởi em bảo này 79. Cái này đẹp lắm chị Thủy Tạ ơi. Nhưng còn size S và size L thôi. S và L đẹp lắm. Cái này không cần quảng cáo. Không cần quảng cáo chị em mình có thể cái các chỗ mà người ta chạy đồ mặc nhà, đồ kiểu là người ta chạy cái mã nào.
thì là nếu chị em mình kích vô nhắn tin là bèo nó hôm bữa là nó báo giá là 240.000, sale là còn 190.000 bộ nè, phương bán vậy em 79.000. Chị em mình cứ nhắn quá cứ để dần dần nó sale xuống hết chắc cũng còn trăm, bèo chắc cũng 150.000 không. Em mở ra rồi đó chị ơi. Áo cam áo ba lỗ. Chị nào bà đã có đơn lúc tối, giờ Nguyên đã gom vô rồi là Nguyên đi đơn hết, không gom nữa nha chị em, mà lưu ý luôn dùng Nguyên. Tại vì đơn khi mà gom rất là cực. Còn nãy cầm là 60 đổ về 85.000 nha chị Ngọc Trần, không Nguyên like nhé. Bộ ngố bộ đùi gì hẹn chị em mình tối. Tối lên nó nha. Nguyên like nhé. Chị nào mà đã có like đơn lúc tối rồi, tối nay là gom vô, chiều này là gom đơn vô đi luôn, không có gom nữa nhé. Rồi lúc mà gom đơn nó rất là cực chị em mình đó nha. Bye bye chị em mình luôn nhé, hẹn chị em mình tối nha.